vào ngày diễn ra hôn lễ của hai người chú rể không hề xuất hiện lúc đó cô đang mang thai đến tháng thứ tư Dù đã gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng không quay bắt máy và cuối cùng là điện thoại không liên lạc được xung quanh anh bắt đầu xuất hiện những tiếng rì rào lần đầu tiên tôi thấy chú rể trốn hôn đấy cũng đâu có luật nào ép phải kết hôn người ta không muốn cưới nữa thì bỏ thôi từng cơn gió lạnh thoảng qua cô hụt hẫng đứng trong lễ cưới của chính mình luống cuống an ủi những vị khách đang lần lượt rời khỏi lễ đường. Cả ngày hôm đó, cô ngây ngốc chợ góc phố, cho đến khi mọi người đã giải tán cả rồi thì anh ấy vẫn không hề đến. Một gì đứng bên cạnh cô buột miệng nói một câu. Giang thâm hình như là con riêng của vợ cũ của bố cô, chắc hẳn làm ra chuyện này để trả thù cô rồi đấy. Trên đường trở về nhà, cơm này đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Trong lúc tâm trí lờ đãng, xe của cô đã va chạm một chiếc xe tải, cô và đứa con mới tháng tuổi đã bị chôn vùi dưới gầm xe. Khi mở mắt ra lần nữa thì cô đã quay trở lại 3 tháng trước, chính là ngày cô biết tin mình có thai. Cô cầm que tử thai và ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau đó cũng không biết phải làm gì. Một tia sáng lọt vào từ khe cửa sổ, ánh nắng chói trang bên ngoài chỉ khiến cô gai mắt. Nỗi đau kiếp trước còn chưa kịp tiêu tan, từ ngoài cửa đã truyền đến giọng của Giang Thâm. Em làm sao vậy? giọng anh ấy vẫn bình tĩnh và ung dung như thường ngày chỉ mới nửa giờ trước thôi cô còn đứng ở lễ cưới và cầu mong anh ấy xuất hiện không biết bao nhiêu lần cô còn nhớ vào ngày này của kiếp trước anh ấy vừa từ công ty về và mang cho cô một chiếc bánh mì yêu thích cô vui sướng đến mức lao ra ôm chầm lấy anh và cho anh xem chiếc que thử thai đã hiện lên hai vạch vẻ mặt răng thâm lúc đó rất phức tạp anh nhìn cô chằm chằm hủi lâu em chắc chứ tim cô như bị dội một gáo nước lạnh Cô thu lại nụ cười trên môi rồi dè dặt hỏi Anh không muốn sao? Không phải Anh ấy mi môi và nhìn cô thật sâu Chỉ là chúng ta vẫn chưa có kết hôn Vậy bây giờ kết hôn được không? Giang thâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu Cô và Giang thâm đã bên nhau suốt 5 năm, năm trời Cuối cùng đoạn tình cảm này cũng đơm hoa kết trái Cùng nhau tiến vào đại sành của hôn nhân Nhưng nghĩ đến cảm giác bối rối và bất lực của mình trong đám cưới đó Bây giờ cô chỉ cảm thấy khó thở Trước khi lấy mẹ cô thì bố cô từng có một người vợ cũ. Cô không biết quá khứ của họ, càng không biết Giang Thâm ngay từ đầu, lần đầu tiên hẹn hò đã muốn đẩy cô xuống vực sâu. Lúc Giang Thâm đẩy cửa bước vào, cô vẫn ngồi trong góc không nhúc nhích, sắc mặt cô tái mét không một giọt máu. Cô đã vứt que thử thai vào trong thùng rác. Dáng người cao lớn của anh ấy chặn đi tia sáng trong phòng. Anh ngồi xuống trước mặt cô và khẽ cau mày. Em khó chịu ở chỗ nào ư? Trên người Giang Thâm có hương vị phong trần bụi bặm, Cô cũng biết anh ấy rất bận rộn Nên thường không có thời gian chăm sóc cô Lúc mới yêu nhau Giang thâm đối với cô vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ Cô có thể thoải mái nương tựa vào tình cảm của anh Mà không chút kiêng kỵ gì Chỉ là không biết từ khi nào Anh ấy đã trở thành bộ dáng như hiện tại Đôi lông mày rắc rào Đôi mắt đào hoa đủ để khiến người ta say đắm Nhưng sâu trong ánh mắt đó Là cả một khoảng mờ mịt Dù anh ấy đang dịu dàng nhìn cô Thì vẫn ẩn giấu rất nhiều điều không thể nói ra Cô dần dần kiềm chế tính kinh nóng thầy của mình Cũng không mè nhau Bỏ anh ta làm cái này cái kia nữa Rõ ràng Giang Thâm cũng yêu cô Nhưng tình cảm ấy dường như đã bị trộn lẫn Với nhiều tạp chất Khiến cô càng đề phòng Và không dễ dàng tin tưởng nó như trước kia Khi cô nhìn thấy ánh mắt thầm tỉnh như vậy Liệu anh ấy có nghĩ tới việc 4 tháng sau cô sẽ trở thành một phần trong kế hoạch trả thù không? Có lẽ ký ức kiếp trước quá đau khổ nên kiếp này cô không nói với Giang Thâm về việc mình đã có thai Cô vùi đầu vào vòng tay của anh Một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói Không sao Em ăn hơi no nên dạ dày có chút khó chịu Nghỉ ngưng một chút là được rồi Bàn tay giang Thâm chậm rãi đặt ở trên đỉnh đầu cô Khẽ nhớ nhẹ vào vành tay cô Giọng nói của anh vẫn trước sau như một rừng dưng và lạnh lẽo ở một tiếng Ở chung năm năm trời Giang Thâm từng nói rằng cô là sinh mệnh của anh ấy Mùa đông nam thành hiếm khi có tuyết rơi dày cả nửa tháng mỗi buổi tối, Giang Thầm mặc một chiếc áo khoác len và đợi ở lối vào tàu điện ngầm để đón cô đi làm về. Anh ấy sẽ nắm tay cô đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đằng xa là những ánh đèn điện lấp lánh như ánh sao đêm. Sang Thầm không thích tuyết rơi, nhưng anh nói vì ai yên thích nên anh cũng sẽ thích tuyết giống em. Nhưng rốt cuộc là từ khi nào thì anh bắt đầu thay đổi nhỉ? Giang Thầm dần trở nên rất bận rộn, có khi ba năm ngày không về nhà, thậm chí là biến mất một thời gian dài tin nhắn cũng hầu như không trả lời lại. Nhưng mà mỗi lần trở về thì anh lại dịu dàng, ân cần như không có gì xảy ra. Thức ăn trên bàn đã được không nóng, quần áo cũng được giặt rũ sạch sẽ gọn gàng, giống như là bù đắp một thứ gì đó. Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, kéo cô quay lại từ hồi ức của kiếp trước. Giang thâm đang đứng ở cửa. Ai à, Yến à, anh phải đến công ty. Lại là đến công ty, Giang thâm lại quên mất hôm nay là sinh nhật của cô rồi, ngày này kiếp trước cô khó chịu nhắc nhở anh phải về sớm để tổ chức sinh nhật cho cô Giang thầm cũng đã đồng ý kết quả là cô ngây ngốc chờ đợi hy vọng cả một đêm nên trên bánh kem cũng đã cháy hết lúc đó cô chỉ biết cười nhào sự ngây thơ và kém cỏi của chính mình nếu đã định trước sẽ không trở về tại sao anh còn đồng ý chứ lần này cô không còn muốn anh ấy về nhà đón sinh nhật cùng mình nữa sau một hồi im lặng cuối cùng cô nén tâm tình của mình lại và đáp được một tiếng ừ sau một hồi im lặng Cuối cùng cô nén tâm tình của mình lại Và đáp lời được Về chân không có động tĩnh Cô quên mất là phải hôn anh ấy trước khi rời đi Anh đang đợi thứ này hay sao Cô quận mình trong chăn để giữ ấm Em không được khỏe Muốn ngủ thêm một chút nữa Sang thầm cũng không ép buộc cô Anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại Từ dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô xa dần Căn phòng lại được bao phủ bởi cảm giác tĩnh lặng Sau một vài ba phút đắn đo Cô tập trung sức lực đứng dậy chuẩn bị quần áo tươm tất rồi bước ra cửa. thực ra suốt bao năm qua, cô không hề biết gì về Giang Thâm. Anh ấy sở hữu một công ty riêng nhưng chưa bao giờ đưa cô đến đó tham quan, cũng không đề cập đến việc ra mắt bố mẹ. Nếu không phải vì người gì đó buột miệng trong đám cưới ở kiếp trước, cô còn không biết mình sẽ còn phải làm kẻ đáng thương như thế này đến bao lâu nữa. Thời gian 5 năm đã khiến cô quá dựa dẫm vào anh, giờ đây cô phải tự tay phá bỏ sự lệ thuộc này. Những cơn gió quấy thù lành lạnh thổi qua mái tóc cô Cô gọi chiếc taxi bên đường Và đưa cho anh địa chỉ Cô gái một mình đến đó làm gì vậy chứ Cô gắng gượng cười Đón người yêu đi làm về Đó là địa chỉ công ty của Giang Thâm Kiếp trước cô vô tình nhìn thấy địa chỉ Trên điện thoại di động của Giang Thâm Nếu không thì cô cũng chẳng biết Anh ấy làm việc ở đâu Thời gian đó anh thường duyên biến mất Có khi 3-4 ngày liên tiếp không về nhà cô tưởng là do giai đoạn khởi nghiệp nên mới bận rộn nhưng có lẽ thực tế không phải như vậy cô nắm chặt túi sách trong lòng dâng lên một cảm giác căng thẳng xe dừng lại bên đường tài xế trong một điếu thuốc này cô gái có chắc là ở đây không thế đó không phải là cao ốc văn phòng mà là một khu chung cư bầu trời cuối thu ảm đạm hàng cây trước cổng chung cư heo hắt trong làn gió a à yến ngồi trong xe và nhìn xuyên qua cửa kính Giang Thâm đang đi ra từ ngõ hẻm cùng với một người phụ nữ khác. Cảm giác đau đớn xâm lấn cả thân thể và không ngừng dày vò tâm trí cô. Bao nhiêu hy vọng đều trở nên thật nực cười. Người phụ nữ đó còn rất trẻ, dáng người mảnh khảnh. Cô ấy đang đeo khăn quàng cổ của Giang Thâm. Khi mỉm cười thì đôi mắt sáng người đầy diễm lệ. Giang Thâm từng nói thích nhất là hai má núm đồng tiền khi cười của cô. Hòa ra với cô ấy cũng vậy. Trên tay cô ấy là trái cây tươi và rau quả cùng với loại bia mà Giang Thâm yêu thích. Trên tay Giang Thâm đang cầm một chiếc túi thời trang. Anh chậm rãi đi theo phía sau, trong mắt chỉ có hình bóng của cô gái trước mặt. Họ nói chuyện suốt cả quãng đường và hành lang chung cư. Ngay khi vào cửa, người phụ nữ xoay người đẩy anh vào tường và kiễng chân lên. Một cơn gió bất chợt thổi qua, cánh cửa đã đóng dầm lại, che khuất tầm nhìn của cô. Đèn xe nhấp nháy vài lần, tài xế gạt tàn thuốc để lại bụi than trên khe cửa sổ. Cô gái, Chuyện gì cần thấy thì cũng thấy rồi Nên sớm nghĩ thông suốt thì hơn Ai à Yến từ từ siết chặt bàn tay Rồi đột ngột mở cửa lao ra ngoài Giang thâm Anh là đồ khốn nạn Âm thanh bị át đi bởi tiếng cải xe đồng đúc Cô lạng choạng ngã ra nền đất bụi bặm Nhưng cô chỉ cảm thấy mặt mình rất đau Giống như bị ai dùng sức tát thật mạnh Cuối cùng vẫn là tài xế đó Đỡ cô lên xe Cô có nháo loạn hơn nữa thì cũng đâu thay đổi được gì chứ các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tốt Chuyện Hay Chuyện thuộc thể loại Ngược Trọng Sinh Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe chuyện Sinh nhật năm nay Cô đã làm đảo lộn cả căn nhà Cả phòng làm việc và phòng ngủ của Giang Thâm Cũng không ngoại lệ Nỗi đau bị phản bội Khiến A Yên gần như phát điên Cô lục lọi khắp nhà để tìm bằng chứng về việc anh ấy ngoại tình Mãi đến tận kỳ trời ráng Cô mới mệt mỏi người bệt xuống đất Hoàn toàn không có gì cả Không những bằng chứng ngoại tình bị xóa sạch, mà ngay cả dấu vết cuộc đời của chính Giang Thâm cũng biến mất không một vết tích. Máy tính không cài mật khẩu, nhưng tài liệu lưu trữ về lịch sử tìm kiếm đều trống trơn. Đã vô số lần, cô nhìn thấy Giang Thâm đam chiêu trước màn hình máy tính và cặm cụi làm thứ gì đó, nhưng tại sao lại phải xóa đi chứ? Những vật dụng thường ngày như bàn chạy đánh răng, tất và áo lót mà cô từng mua cho anh ấy đều được xếp lại gọn gàng. Và cả những món quà mà cô đã tặng Giang Thâm trong những năm qua đều được để trong góc khuất của phòng làm việc giống như Giang Thâm đang rất cố gắng xóa đi mọi dấu vết chứng minh rằng cô đã từng tồn tại ở bên cạnh anh ấy vậy. Tổ ấm hạnh phúc mà cô từng gây dựng giờ đây đều vỡ tan như bọt biển. Cô không thể nào ngờ được Giang Thâm lại giả vờ yêu cô, sau lưng lại lén lút trở thành một người, người một nhà với một cô gái khác. Cô chắc chắn. Aigen đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ áp đầu ống giò lạnh lẽo vào bụng cô. Bây giờ thai nhi mới được một tháng, một thời gian nữa là sẽ thấy tim thai. Kiếp trước sau khi phát hiện mình mang thai, Giang thầm đã đi cùng cô đến bệnh viện để siêu âm. Ai Yên díu dít cười nói, còn anh nhìn chằm chằm vào kết quả siêu âm rồi nở nụ cười. Nó mới lớn bằng hạt đậu thôi, có thấy rõ được gì đâu. Ai Yên cứ nghĩ Giang thầm không thích trẻ con, nhưng việc nằm sấp để lắng nghe tiếng thai nhi trong bụng đã dần dần trở thành thói quen của anh ấy. Chỉ là kết thúc của thực tế lại quá mâu thuẫn với ký ức cô không thể thuyết phục bản thân mình rằng Giang thâm chưa bao giờ yêu cô cũng như chẳng thể tin được anh ấy đã từng yêu cô bác sĩ đưa cho cô kết quả sau khi khám thai vẫn giống hệt như kiếp trước thai nhi nhỏ bé và không thể nhìn rõ được gì nếu cô không muốn đứa bé thì cứ nói với bác sĩ ở đằng kia để làm thủ tục trước khi rời đi bác sĩ còn nói với cô một câu như vậy cô gái lần sau nhớ để bố đứa trẻ đi cùng mang thai không phải là trách nhiệm của một mình phụ nữ đâu Ai Yên cảm ơn bác sĩ và lặng lẽ bước xuống hành lang. Tàn dương rực rỡ như màu máu, cô vẫn nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trong tay. Đột nhiên quay đó va vào cô, làm tờ giấy rơi vương vãi đầy nền đất. Ai Yên vội vã cúi xuống để giúp cô ấy thu dọn. Trong lúc vô tình đã nhìn thấy nội dung của một tờ giấy khám bệnh, trên đó vẫn còn lại dòng chữ viết tay của bác sĩ, tạm thời không nên mang thai. Khi cô nhìn lên một lần nữa thì cả người như đông cứng lại, bởi vì đó chính là người phụ nữ đã ở cùng với Giang Thâm. Cảm ơn cô Cô gái vội vàng cảm ơn Khuôn mặt tái nhợt như vừa mới khóc Trước khi rời đi còn không kịp ngước lên để nhìn cô nữa Ai Yên từng xem rất nhiều bài đăng Về những cặp vợ chồng hiếm muộn Họ không thể áp dụng những biện pháp thông thường Nên cố gắng có con bằng những phương thức khác Phỏng đoán này cũng không hẳn là vô lý Cô cũng không nhớ làm thế nào Mình ra khỏi bệnh viện Nhưng khi cô đang thẫn thờ đứng bên đường Thì Giang Thầm gọi đến Ai Yên, em không có ở nhà ư Giọng cô khản đặc Em bị cảm lạnh nên đến bệnh viện lấy thuốc Ở đâu Giọng nói của anh có chút dịu dàng Cơ bỗng cảm thấy hụt hẫng Giống như bị nhốt trong một cái kén chặt trội Rồi vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra Cô hít một hơi thật sâu Không sao đâu Sao về đến nhà rồi Anh đợi em một chút nha Cô ngồi trên ghế đá bệnh viện rất lâu Mãi cho đến khi từng cơn gió lạnh thoảng qua Thì mới bắt chiếc taxi bên đường để về nhà Bầu trời cuối thu chẳng mấy chốc Đã tối đen như mực khi bước đến trước cổng nhà Cô thấy Giang Thâm đang cầm áo khoác Và đứng đó để đợi cô Nhưng đứng bên cạnh anh Chính là người phụ nữ hôm trước a yên dừng lại bước chân của mình Trái tim như bị người ta xé ra thành từng mảnh Đau đớn Sắc mặt Giang Thâm hơi chậm lại Anh sẽ bước tới và quàng cho cô chiếc khăn len quen thuộc Đó là đồng nghiệp của anh Trình Văn Cô không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được mùi phấn trang điểm của phụ nữ dứng trên khăn. Trình Văn đưa tay ra Xin chào tôi là Đột nhiên trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn Cô quỷ xuống bên bồn hoa Cố gắng nôn khan một trận Lúc này An Yên chỉ muốn Trình Văn và Giang Thâm rời khỏi đây Cô không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thêm một phút nào nữa Trình Văn đứng bên cạnh nhìn cô Còn Giang Thâm mở nắp chai nước Vỗ lưng giúp cô Em thấy khó chịu hay sao Sự dịu dàng trong mắt anh đủ để đánh lừa nhiều cô gái A yên thở dốc rồi thô bảo tháo chiếc khăn ra ném vào người anh Em không thích đeo khăn quàng cổ Hai tay sang thầm cứng đở chậm rãi quản lại chiếc khăn Được, vậy anh cõng em lên lầu nhé Cô thực sự không còn chút sức lực nào nữa, mệt mỏi nằm trên lưng anh ấy Giang thầm bước từng bước vững vàng, đôi lúc hơi thở nam tính sẽ phả vào khuôn mặt cô Cô từng thích cảm giác được anh ấy cõng Khoảng 2-3 năm trước, cô sẽ thoải mái nằm trên người anh và dục anh ấy đi mau hơn. Giang thầm sẽ bật cười Tiểu tổ tông Sức anh không thể chạy nhanh thế được đâu Hóa ra Hóa ra mọi thứ đã lâu lắm rồi Hiện tại chỉ còn lại cảm xúc muốn phản kháng mà thôi Trình Văn vẫn đi theo sau À Yến Vài lần cô thấy ánh mắt cô ấy đang nhìn mình Giống như đang đánh giá một món hàng sao Cô suy nghĩ một hồi Có lẽ nên rời đi sớm một chút Trong nhà đèn điện vẫn được bật sáng trưng Đồ ăn đã được bày biện ra bàn ở giữa còn có một chiếc bánh kem tinh tế. Giang thầm cắm 24 cây nến lên trên chiếc bánh. Hôm qua anh không về kịp, ai à Yến à, hôm nay xem như bù đắp cho em. Bởi vì đang có Trình Văn ở đây nên cô cũng không nói thêm lời gì. Cô ấy ngồi đối diện nhìn cô cười. Ngay nói hôm nay là sinh nhật cô, có muốn uống chút rượu không? A à Yến lắc đầu, cô ấy nâng ly với vẻ mặt tiếc nuối, sinh nhật vui vẻ. Cô bỗng thấy hơi buồn cười, cô ấy có tư cách gì chứ, sau khi lén lút ở cùng Giang Thâm một đêm Thì lại tới đây để giả vờ chúc mừng sinh nhật sao Cổ họng cô nghẹn lại Cô đứng lên rồi nói Em thấy trong người không được khỏe Em đi nghỉ trước đây Nhìn một bàn đồ ăn thỉnh soạn chơi đụng đũa Giang Thâm bím môi Để anh đưa em vào nhé Có nghĩa là sau đó anh ấy sẽ ra ngoài ư Không cần đâu Ai yên quay lưng và cự tuyệt Em tự vào được Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại Cả căn phòng chìm trong bóng tối À yên hít một hơi rồi ngả người ra phía sau. Năm năm yêu nhau, bỗng nhiên hiện lên trước mắt như một quấn phim ký ức. Cô đến tháng bị đau bụng, là Giang Thâm đội mưa đội gió chạy ra ngoài mua thuốc về cho cô. Năm ấy hai người gặp tai nạn và rơi xuống nước, Giang Thâm đã dùng sức đẩy cô lên và nói đừng lo cho anh ấy, bảo cô cố gắng nắm lấy phao cứu sinh để có cơ hội sống tiếp. Cô sốt cao không giảm, cũng là anh ấy cõng cô tới bệnh viện, túc trực bên cô mấy ngày không hề chợp mắt. Cô không dám tin anh ấy sẽ yêu một người khác Cũng giống như lúc đầu Cô chẳng thể tin được Sẽ có người có thể lấy cả mạng sống để yêu cô Cô đã mất 3 năm để thuyết phục bản thân rằng Yêu được anh là do số cô rất may mắn Và mất 2 năm nữa Để thấy được bộ mặt của sự thật Trong một đống lộn xộn và trái ngang Ai yên tựa vào cánh cửa Không được cách âm tốt Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài Giọng của trình văn thấp đến mức gần như không nghe được anh phải suy nghĩ kỹ về kế hoạch tiếp theo của chúng ta Được rồi tôi biết Sang thâm trầm mặc hồi lâu Bất đắc dĩ hay sao Trình văn cười tủm tỉm Chỉ lần này thôi Về sau mọi thứ sẽ tốt hơn Cuối cùng trình văn cũng rời đi Bên trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn mờ Sang thâm ngồi trên ghế quay lưng về phía cô Nửa khuôn mặt chìm trong ánh trăng mờ ảo Đem đến cảm giác xa cách và lạnh lùng Ian cầm kết quả siêu âm đứng ở cửa phòng ngủ, chần chừ một hồi rồi bước đến chỗ Giang Thâm. Khuôn mặt anh nhìn như hơi mệt mỏi, vừa nhìn thấy cô liền chớp mắt. Tối nay xem ăn ít vậy chứ? Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Em muốn ăn mì. Được rồi, để anh đi làm luôn. Giang Thâm đứng dậy thu dọn tàn cuộc, trên bàn vẫn là những đĩa thức ăn đã nguội ngắt và chiếc bánh kem nhỏ chưa ai đụng vào. Anh ấy dọn dẹp mọi thứ nhưng vẫn để lại bánh kem rồi đặt trước mặt cô. A Yên, anh vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ Anh cúi xuống ven mái tóc cô lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn Đây là cách anh thường dỗ dành cô Mỗi khi anh mắc lỗi Ian cũng không hiểu được ánh mắt anh ấy nhìn cô Là hộ thẹn Ánh mắt tội lỗi của anh ấy Còn khiến cô khó chịu hơn là giết người nữa Cô ngẩng đầu lên Giọng nói khàn khàn Giang thâm Anh lại làm sai chuyện gì à Anh sửng sốt một chút Ánh mắt lập tức rời đi Chú tâm thắp những ngọn nến trên bánh kem A à, Yên, đừng nghĩ lung tung Tối nay sinh nhật của em mà Tối nay sinh nhật vui vẻ nha Nhưng sinh nhật em là ngày hôm qua Cô nắm chặt tay Cái quả siêu âm muốn cho anh xem Đã bị vò thành một nắm giấy lộn xộn Cả ngày hôm qua Anh đi đâu vậy chứ Giang thầm khẽ nhíu mày Động tác dừng lại Ánh mắt anh có chút lạnh lẽo Anh ở công ty Cô ánh nín lùng linh Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh và gằn từng chữ Số 43 đường hợp an Là địa chỉ công ty anh đúng không một khu trung cư và một nữ nhân viên xinh đẹp. Vẻ mặt Giang Thầm thay đổi, đột nhiên anh đặt chiếc bánh lên bàn rồi hét lớn. Được rồi. Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn cô không một chút ấm áp. À yên, lần sau đừng làm như vậy nữa. Cả người cô choáng váng. Đây là lần đầu tiên Giang Thầm nặng lời với cô như vậy. Vậy là do tôi sai ư? Những giọt nước mắt cố kìm nén, cuối cùng đã không nhịn được nữa. Môi cô hơi run, cô phá nát chiếc bánh kem và hát lên như cuồng loạn tôi có cần xin lỗi vì phát hiện danh ngoại tình với người khác hay không duy bằng đỏ bao quanh chiếc bánh đã rơi xuống để nhà cả chủ tiệm bánh thường sẽ thắt duy duy bằng đỏ cho khách hàng nữ giống như là một món quà kỷ niệm đây cũng là lần đầu tiên cô nổi giận và mắng rằng thâm. ngay cả việc mua một chiếc bánh kem cho tôi cũng là để quấy làm sao cả người cô run lên vì phẫn nộ Rồi cuồng tôi là gì chứ một công cụ sinh sản giúp cho anh và cô ta sao hay là một kẻ ngốc bị các người đùa giỡn sắc mặt giang thâm trở nên dám chịt hai tay anh nắm chặt khiến cho đường gân trên trán càng lộ rõ tưởng chừng như anh sắp cãi nhau với cô nhưng cuối cùng anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu a à, yên mọi chuyện không phải như em nghĩ chúng ta đừng cãi nhau nữa được chứ cô ném kết quả siêu âm dưới chân anh được rồi vậy anh giải thích đi căn phòng lại chìm trong sự im lặng chết người anh cúi xuống nhặt tờ giấy kết quả hình ảnh siêu âm đã hiện lên trong mắt Đầu ngón tay anh kẽ run run vì kích động Là vui sướng hay sợ hãi chứ Anh không thể hiểu được Cô không thể hiểu được ánh mắt phức tạp của anh ấy Sau một hồi trầm mặc Giang thâm gọi tên cô A à Yên Thực ra chuyện gì cô cũng hiểu Cô nhìn thấy Giang thâm chậm rãi đặt tờ kết quả lên bàn Anh không thể cưới em Câu nói cuối cùng này là giọt nước làm tràn ly Không chỉ hiện tại Thậm chí là kiếp trước Giang thâm cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô Rốt cuộc thì cô đang chờ mong cái gì Mọi chuyện đã đến nước này rồi Giang thâm có nỗi khổ gì cơ chứ Nỗi khổ ấy khó nói đến mức nào Mà khiến anh nhẫn tâm lừa dối 5 năm thanh xuân Của một người phụ nữ Đành vậy, kết thúc ở đây vậy thôi Cậu lặng lẽ mặc thêm quần áo Rồi cầm vali đứng ở cửa Giang thâm Em đã nhận quá nhiều báo ứng rồi Chúng ta chia tay đi Cậu bạn thân Nguyệt Nguyệt đã lái ô tô đến nhà đón cô Cô ấy đưa cô đến trước rồi trừng mắt nhìn Giang Thâm Đêm nay gió hơi mạnh Quay quay lại mắng Giang Thâm vài câu Rồi mới bước lên xe Khi xe nổ máy An Yên nhìn thấy Giang Thâm đứng ở cổng tia sáng yếu ớt đằng sau Khiến cho bóng anh càng thêm cô độc Đúng là trai nam Cái loại người gì vậy chứ Nguyệt Nguyệt mắng một hồi rồi mới khởi động xe Hình ảnh Giang Thâm dần dần nhỏ đi một chút Cuối cùng tan vào trong màn đêm đen như mực Tốt nhất là cậu nên sớm bỏ đứa bé này đi Đợi đến khi nó lớn hơn chút nữa Thì chỉ có hai mẹ con cậu chịu thiệt thòi thôi Nguyệt Nguyệt vừa lái xe vừa lên tiếng thuyết phục cô Làm sao cô không biết chuyện này Chỉ là khi đã quen với sự hiện diện Của một sinh linh bé bỏng Rồi lại đột nhiên bỏ nó đi Tội đau ấy không phải ai cũng chịu đựng được Tâm tư rối loạn An Yên dựa vào cửa sổ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết Trong giấc mộng Cô lại lần nữa trở về quá khứ Vào cái ngày mà Giang Thâm lái xe Chở cô trên con đường ven biển hôm đó trời nắng chói chang cô đội một chiếc mũ rộng vành và ló đầu ra ngoài để cảm nhận hương vị mạn chát của đại dương giang thâm bật cười ngồi cho chắc vào em mà ngã là anh không đỡ được đâu đấy rồi ngày sau đó một chiếc xe tải lớn bất ngờ mất lái và tông thẳng vào xe của hai người để cô và giang thâm rơi xuống biển nước tràn vào tai và mũi vì cô không biết bơi nên tình cảnh càng thêm chật vật vào thời khắc mấu chốt sang thầm đã phá cửa xe và dùng sức đẩy người cô lên trên mặt nước những con sóng ào ào vỗ mặt cô bất lực vùng vẫy trong làn nước lạnh như băng chiếc thuyền đánh cá phía xa đã ném một cái phao cứu sinh đến gần chỗ hai người sang thầm đẩy cô về chỗ cái phao đó Ai yên dẫm lên vai anh rồi tiến về phía trước mà bấm lấy cái phao cứu sinh đó đi còn anh thì sao sóng biển quá lớn tốc độ của chúng ta lại chậm nếu như cứ trần trừ thì cả hai đều sẽ không thoát được đừng lo cho anh Một giây kế tiếp Cơn sóng khổng lồ nhấn chìm hình dáng của Giang Thâm Giang Thâm Cô giật mình tỉnh dậy Phát hiện mình vẫn đang nằm trong xe của Nguyệt Nguyệt Cô ấy thản nhiên nhắc nhở Cậu vừa mới chia tay với anh ta đấy Bên ngoài không biết trời đã đổ mưa từ khi nào Từ đầu mùa thu đến giờ Thời tiết càng lúc càng lạnh Ai yên nhớ đến ngày Giang Thâm bị sóng đánh Rồi mất tích dưới biển sau đó, các ngư dân phát hiện anh ấy đang bám vào thang ngang của thân tàu, nửa người chìm trong nước, thiếu chút nữa thôi là đã không thể cầm cự được. Giang thâm vừa mới được cứu thoát, tiền nằm ngửa người trên bong tàu, ánh nắng rực rỡ trải dài trên khuôn mặt tái nhợt của anh. An Điền cựu xuống bên cạnh anh, khóc đến mức gần như không thở được. Giang thâm ôm cổ cô kéo xuống và hôn cô mãnh liệt. Anh ấy nói, A à Yên, anh sẽ luôn yêu em. Tiếng còi xe trói tay đã kéo cô trở lại từ hồi ức Giang thơm đã đi rồi Chỉ còn lại những ngọn đèn đỏ rực Và cơn mưa mùa thu lạnh lẽo A à yên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi Cơ thể cô hơi co lại Tuần sau chúng ta sẽ bỏ đứa bé này Một sinh mệnh đã từng gắn bó 4 tháng với cô ở kiếp trước Nhưng đời này cô đã không thể giữ lại nó nữa rồi Khi cô gặp lại Trình Văn Đã là hai tuần sau đó Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện để đón cô Thì tình cờ gặp cô ấy đang bước ra từ phòng khám Nhà vô trên khuôn mặt không thể nào che giấu quê không ngừng cảm ơn vị bác sĩ bên trong Trong thời kỳ đầu mang thai không được vận động mạnh Chuyện vợ chồng cũng nên chú ý một chút nha Âm thanh ấy dường như đang cách cô rất xa Thì ra họ đã có con rồi Thật trùng hợp Cô cũng vừa phá bỏ chính đứa con của mình Trịnh Văn không nhìn thấy cô Quay xoay người bước xuống cầu thang rồi biến mất Nguyệt Nguyệt dục cô Ai Yến Sức khỏe của cậu không tốt Không nên đứng quá lâu Chúng ta về nhà thôi Cô không nói chuyện mình phá thai cho bố mẹ biết Hai người bọn họ cả đời thật thà lương thiện Kiếp trước chỉ vì cô mang thai ngoài dã thú Mà bị hàng xóm châm biếm rất nhiều lần Cô cũng không muốn bọn họ phải lo lắng cho cô thêm lần nữa Xe của Nguyệt Nguyệt đậu ở bãi đậu xe phía sau bệnh viện Cô vừa bước qua lối đi ngoài trời Thì đã chạm mặt giang thâm Anh ấy đứng trong thời tiết ảm đạm Trên người là chiếc áo khoác đen Mà cô đã mua cho anh vào năm ngoái anh đứng dựa vào bức tường, mắt cộp xuống và đăm chiêu suy nghĩ, giống như một người chồng đang đợi vợ mình khám thai. Nhưng cô chưa kịp rời khỏi đó thì anh ấy đã nhìn thấy cô trước. Anh lập tức đứng thẳng người dậy, gió thổi từ kết quả trên tay cô rung lên phần phật. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, hình như cũng có một thời gian rồi cô chưa nói chuyện với anh. Nguyệt Nguyệt tặc lưỡi, mặc kệ anh ta đi. Đứa trẻ... Giang thầm do dự một hồi, anh vẫn nhìn cô với sắc mặt tái nhợt, Cô nhét tờ kết quả vào túi áo khoác của anh Ngước đôi mắt đỏ hoay lên Em bỏ đứa bé rồi Rõ ràng là muốn trả thù anh Nhưng lời nói ra thì nghẹn ngào như đang khóc Giang thầm sửng sốt Anh chậm rãi lấy tờ kết quả trong túi áo ra Sau khi phá thai Có một tiếng động nhẹ Giống như thứ gì đó vừa rơi xuống mu bàn tay anh Giang tâm hồi lâu vẫn không nói thành lời Buồn cười thật Anh ấy đang đau lòng sao Trời càng lúc càng lạnh An Yên quấn chặt áo khoác và lướt qua người anh Phía sau lưng chuyển tới một giọng nói cứng rắn A yên Từ giờ đừng liên lạc với anh nữa Cô vẫn bước tiếp không dừng lại Nhưng nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi Giang thâm xoay lại đứng đây Sẽ đang đậu ở chỗ nào thế Trình văn không biết từ đầu xuất hiện Cô ấy tự nói một mình rồi đột ngột dừng lại Chắc hẳn là đã nhìn thấy bóng lưng của cô Đi thôi Là giọng của Giang thâm An Yên dạo bước nhanh hơn và vào trong xe của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tức giận to tiếng. Loại người gì vậy chứ Cậu bảo Giang Thâm tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính Giang Nam Đúng không Anh họ của tớ từng học ở đó Tớ sẽ đưa cậu đến trường làm to chuyện này lên Để giáo viên của Giang Thâm nhìn thấy Bọn họ đã đào tạo ra một kẻ cặn bãi như thế nào Sau khi phá bỏ Người cô mệt mỏi Nên chỉ hút vài ngụm cháo nóng Xem như bữa tối Còn Nguyệt Nguyệt gọi điện cho anh họ của cô ấy Cả buổi chiều trên ban công Nhưng khi cô ấy quay lại Thì vẻ mặt có chút nghiêm túc cậu có chắc là giang thâm tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính giang nam không cô chậm rãi nuốt tức miếng cháo trong miệng đúng như vậy anh họ tôi nói năm đó bọn họ tốt nghiệp không có ai tên giang thâm cả nguyệt nguyệt lẩm bẩm cậu bị lừa rồi hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi lan tỏa ra khắp khoang miệng nguyệt nguyệt đưa cho cô bức ảnh chụp các sinh viên tốt nghiệp anh chụp đó có hàng trăm người cô cẩn thận dò tìm từng người một nhưng không hề có giang thâm cô bị giang thâm lừa rồi ư tối hôm đó cô đã gọi điện cho mẹ bố từng có vợ cũ đúng không đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau đó truyền đến một giọng điệu lạnh lùng A à yến nếu con muốn cái nhà này bình yên thì đừng hỏi thêm gì cả cô như bị rơi vào một khoảng hỗn độn giống như một người đã rơi vào trong bóng tối hoàn toàn không thể biết mình đang làm gì việc sang thầm có nói dối cô hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả chỉ là cô không thể cam lòng Cô nghỉ ở nhà dưỡng sức suốt một tháng trời, đợi đến khi cơ thể khỏe mạnh hơn một chút thì trời đã vào đông. Mùa đông ở Nam Thành ẩm ướt và lạnh giá, từng cơn gió lần vào cơ thể đem đến cái rét thấu xương. Cô mặc áo ấm và quấn chiếc khăn quàng cổ thật dày, ngồi bên cửa sổ nhìn dòng phấn trắng mà giáo viên đang viết trên bảng đen. Cô đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Nguyệt Nguyệt nói nếu cô không thể thoát ra được thì hãy cố gắng chú tâm học tập và đọc sách. Đầu tháng 11, bầu trời hôm đó tối nhanh hơn bình thường, đã ba ngày rồi cô không nghĩ đến Giang Thâm Ngay cả trong giấc mơ Cũng không thấy anh ấy nữa Lúc mới bắt đầu thật không dễ dàng gì Chỉ cần nhắc đến Giang Thâm Thì cô lại khóc Đêm nào cũng mơ thấy anh ấy và quá khứ của chính mình Lần đầu tiên anh ấy đưa cô đi trượt tuyết Lần đầu tiên anh ấy hẹn hò với cô Lần đầu tiên anh ấy đã nhường cô chiếc phao cứu sinh Nguyệt Nguyệt muốn xóa lịch sử trò chuyện của hai người Để cô không bận lòng thêm nữa Một giây trước khi cô ấy nhấn nút xóa Cô đau khổ khóc nấc lên như một đứa trẻ Nguyệt Nguyệt, tớ không quên được Nguyệt Nguyệt đã nói Dù là phản bội hay không yêu Thì cũng đã có dấu vết lưu lại của năm tháng Giang thâm của những năm xưa Đã từng yêu cô Cô ấy không thể hiểu nổi mà ngay cả cô cũng vậy Bài vở trên trường rất nhiều và khó Đêm nào cô cũng phải thức suốt đêm Mới có thể hoàn thành Một ngày cuối tháng 11 Cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ Trái tim cô bỗng hững một nhịp Cô nhận chiếc điện thoại trên bàn lên Đầu dây bên kia không có chút tiếng động Cô lên tiếng trước Giang thâm Trong điện thoại có tiếng gió mạnh như đang gạo thét Anh nhanh chóng dập máy và không trả lời gì Nhưng cô biết đó là anh Cô nhìn vào màn hình điện thoại và dững sở hồi lâu Khi cô gọi điện lại Thì anh đã tắt máy Lịch sử lịch điện tử trên bàn hiện rõ Ngày 29 tháng 11 Đó là ngày cưới của hai người trong kiếp trước Thời gian trôi nhanh thật đấy Đã ba tháng rồi kể từ ngày hai người chia tay Hôm đó là ngày nghỉ Nguyệt Nguyệt đưa cô đến lễ đường để xem địa điểm cưới, vì cô ấy định sẽ kết hôn vào tháng sau. Vào kiếp trước, cô bị Giang Thầm bỏ rơi ở đây, lúc đó cô đang mang thai 4 tháng, phải nén nước mắt rồi mỉm cười trong sự châm trọng, kỳ thị của tất cả mọi người. Phải nói đây là địa điểm kết hôn yêu thích của các cặp vợ chồng trẻ, không gian thoáng đãng, phong cách phương Tây vừa đẹp mắt vừa hiện đại. Nguyệt Nguyệt vẫn đang đặt lịch hẹn với người quản lý, nhưng anh lắc đầu. Không được thưa cô, Chúng tôi đã phun chỗ rồi Không thể sắp xếp thêm được nữa Người Nguyệt bất mãn chỉ vào lễ đường trống rỗng Tôi nghĩ hôm nay không có ai cưới cả Anh định giữ chỗ để hết giá cao hơn sao Người quản lý ngượng ngùng Hôm nay đã có người đặt trước rồi Đã hơn 10 giờ rồi còn gì Người đó đâu Tôi tôi cũng không biết Cô ngồi trên ghế chờ dành cho khách Thẫn thờ nhìn về nơi tổ chức lễ cưới Trở lấy đang nói nhỏ với người phụ trách Anh ra nói hôm nay không có cô dâu Nên sẽ tự đến đây Cậu bất chợt dừng lại và nhìn vào người vừa nói Anh Giang Đi thôi, ai yên, tìm chỗ khác thôi Nguyệt Nguyệt đến thúc giục cô Cô ấy hơi bực mình vì không thể thương lượng địa điểm cưới được Người phụ trách vẫn đang nói chuyện với trợ lý Không có cô dâu thì làm sao mà được Anh ta tự kết hôn với chính mình đấy à Tâm tình cô hơi nặng nề Vừa bước đi vài bước thì đột nhiên dừng lại Tôi muốn ngồi ở chỗ này một lát Cậu cứ đi trước đi Cậu thấy không thoải mái ở trong người sao hay là để tớ đưa cậu về nhà Không sao đâu Có người quen đang ở đằng kia Tớ lại đó cho hỏi họ một tiếng Ờ à, thế để lát nữa tớ sẽ gọi điện lại cho cậu nha Người phụ trách than phiền một lúc rồi bỏ đi yên khoanh tay ngồi trong góc khuất Như một thám tử đang theo dõi con mồi Nhìn chằm chằm vào lễ đường phía xa không chớp mắt Nửa giờ sau Cuối cùng cô cũng nhìn thấy giang thâm Anh ấy đã gầy hơn một chút Đôi mắt thâm cuồng càng kiến cho khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc khác anh ấy mặc vét và đi một đôi giày da trên cổ cũng đang thắt cà vạt dành cho chú rể trong đầu cô như có một tiếng động mạnh cô đứng dậy và chậm rãi bước về phía anh anh ấy đang mặc bộ lễ phục mà tự tay cô thiết kế trong kiếp trước thậm chí cà vạt cũng là do cô đích thân chuẩn bị anh đứng cuối con đường dẫn đến lễ cưới nhìn về phía xa xăm giống như một chú rể muộn màng ngay lúc đó a yên cũng nhìn thấy hình ảnh chính mình đang cầm điện thoại di động và đang đứng thất thần trong lễ cưới trong lòng thầm gọi tên Giang Thâm không biết bao nhiêu lần. Hai hình ảnh này cuối cùng cũng hòa làm một. Giang Thâm lấy ra chiếc nhẫn và giơ lên phía trước. A yên, em đồng ý lấy anh nhé. Thời gian như dừng lại, tìm cô như bị ai đâm trúng, cơn đau dữ dội từ lồng ngực khiến cả người cô chết lặng. Cô đứng ngay sau lưng Giang Thâm, nhìn anh lẩm bẩm một mình và nói chuyện với khoảng không trùng trước mặt. Anh ấy vẫn chưa phát hiện ra cô và đứng thất thần với chiếc nhẫn trên tay. Anh ấy đang chờ đợi điều gì? chờ cô sao Giang thầm bất lực cúi đầu Đáng lẽ anh phải mang nhẫn cưới Trao tận tay cho em Nhưng đến tận khi anh chết Thì vẫn chưa làm được Em đã qua đời cùng với đứa con 14 tháng tuổi của chúng ta Cả người cô run lên đột ngột Giang thầm cũng trọng sinh sao Hơi lạnh sọc vào mũi, thân thể cô như rơi xuống hầm băng, giọng anh ấy run run không kiềm chế được. Anh xin lỗi, a à yên, anh... Anh ấy cúi đầu và khóc nấc lên thành tiếng. Cô lặng lẽ tiến lên hai bước, nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo giang thâm anh lau nước mắt trên mặt và nghe điện thoại được tôi về đội ngay giống như một chậu nước lạnh dội xuống người cô từ đầu đến chân cô họng dâng lên cảm giác khó chịu cuối cùng cô nhìn anh cẩn thận đeo nhẫn cưới vào tay và lặng lặng xoay người rời đi khi cô ra khỏi lễ cưới đã bất cần đụng phải vài người họ bực bội quát mắng cô không có mắt ư đụng phải người ta còn không xin lỗi Giờ cao điểm xe cộ đông đúc, tiếng còi xe ồn ào đến mức chói tai, trước mắt cô cảnh vật nhòe dần và chỉ còn lại một mảnh hoang vu hỗn độn. Một bản tin tức đang được phát ở màn hình lớn tại ngã tư. Cô tê dại ngẩng đầu lên, những dòng tin lạnh lẽo hiện ra trong đáy mắt. Bà sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong quá trình thi hành công vụ. Một người là ông chú với một quân mặt chữ điền, một người da hơi đen và dáng cao gầy, người còn lại là một thanh niên. Trên đó còn có tên của ba người họ, Lý Hiểu Văn, Phương Vũ và Triệu Lăng. Cô đứng đó nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng kiệt sức ngã xuống bên đường, tay cô ù đi và không nghe thấy âm thanh gì nữa. Trước ngày kết hôn ở kiếp trước, hôm đó Giang Thâm về nhà, trên bàn cà phê đã được đặt một xấp ảnh chụp. A Yên ngồi ôm lấy chiếc chăn lông cừu và trước mắt. Nhìn xem, anh có nhiều ảnh thế này mà còn bảo là không có bạn bè sao? Giang Thâm cho khoác len trên giá ở cửa, tháo cả vạt ra, rồi ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy A Yên, tất cả cũng là quá khứ rồi, anh còn nhớ làm gì?" A Yên yên lặng nắm trong vòng tay của Giang Thâm. "Sao anh không nhớ đến quá khứ chứ?" Cô lấy ra một bức ảnh. "Hai người chú và cậu thanh niên trẻ tuổi này là ai thế?" Giang Thâm trầm lặng. "Đều là anh em cùng nhau khởi nghiệp cả." A Yên thở dài. "Người ta nói doanh nhân coi trọng lợi nhuận, chẳng lẽ không khởi nghiệp nữa thì không phải là bạn bè hay sao?" "Không phải, giới kinh doanh rất phức tạp, nếu như làm chung với nhau, một ngày nào đó anh gặp rắc rối Thì bọn họ cũng sẽ bị liên lụy yên cảm thấy lý do này thật buồn cười Bọn anh có phải là bạn bè không vậy Bình thường cũng không liên lạc với nhau à Tốt nhất là không nên liên lạc Cô thật sự không hiểu được logic của Giang Thâm Mà anh lo lắng gì chứ Nếu anh gặp rắc rối Thì cũng sẽ kéo theo em thôi Sắc mặt Giang Thâm căng thẳng Không bao giờ A yên mỉm cười người vào lòng Giang Thâm Vòng tay qua cổ anh Rồi làm nũng như một đứa trẻ anh à anh thực sự có yêu em nhiều không chứ sang thầm đỏ mặt nghiêm túc nhìn ai yên rồi xoa đầu cô anh sẽ không để ai yên bị liên lụy đâu a yên thích thú và nghiêng người lại gần hơn trong trường hợp y em là giả sử ấy nếu anh gặp chuyện rắc rối thật thì anh sẽ làm gì sang thầm suy nghĩ một chút vậy chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn đây là lần đầu tiên ai yên giận dỗi như vậy kể từ ngày hai người họ chính thức hẹn hò cô nhào nhào cánh tay sang thầm rồi lớn tiếng anh là đồ ngoan cố đã bảo là sống chết không rồi vậy mà anh dám cất đứt liên lạc với em sao Giang thầm dững sờ một lúc anh muốn hôn cô nhưng a yên giận dỗi tránh mặt nếu anh không để ý đến em thì em vẫn cứ mà giày bám lấy anh trừ khi anh thực sự không còn yêu em nữa sang thâm bị lời của cô làm cho bật cười chỉ vậy thôi à a yên nhéo nhéo tay sang thâm em không tin đâu anh mắt của anh dịu dàng như vậy rồi lại bảo là không yêu em được cơ chứ giang thâm không trả lời mà nhìn vào bức ảnh chụp chung của bốn người bọn họ bức ảnh đó nằm lặng lẽ trên bàn từ trái qua giang thâm lý hiểu văn phương vũ và triệu lăng người vẫn còn đang học đại học cô được nguyệt nguyệt đón về từ chỗ cảnh sát bởi vì cô ngồi bất động giữa đường nên cản trở người khác tham gia giao thông nguyệt nguyệt phải xin lỗi mãi mới đón cô được trở về a yên hôm nay cậu bị làm sao thế cô ấy thắt dây an toàn cho cô trên mặt cô vẫn còn dính vết bùn đất toàn thân bụi bặm và bẩn thỉu ayen kiệt sức tựa vào cửa kính anh họ của cậu có quen ai học ở học viện cảnh sát không có nhưng mà có chuyện gì vậy giúp tớ tìm hiểu về giang thâm ayen nhìn hình ảnh trong gương khuôn mặt tái mét không còn giọt máu đôi tay nguyệt nguyệt bỗng nhiên chững lại hình như cô ấy đã nhận ra điều gì đó nên sắc mặt cũng thay đổi lần này đích thân anh họ của nguyệt nguyệt đã gọi điện thoại cho cô có lẽ anh ấy cũng biết cô có quan hệ đặc biệt với giang thâm nhưng câu đầu tiên lại là đừng hỏi gì cả cô nắm chặt điện thoại tại sao vậy anh họ dừng lại một chút và nói câu cuối cùng bọn chúng biết cô đấy vậy nên đừng hỏi gì nữa lòng ngừng của cô hoàn toàn trống rỗng ký ức về kiếp trước bỗng hiện lên rất rõ ràng anh sẽ không bao giờ làm liên lụy đến a à yên câu nói này đã xé toạc khoảng trống trong trái tim cô và rắc muối lên vết thương vẫn còn đang dỉ máu cho đến giờ phút này, cô cuối cùng đã tìm ra câu trả lời và bí mật mà Giang Thâm dùng cả đời để che giấu. Trong trường hợp, y em là giả sử ấy, nếu anh gặp chuyện rắc rối thật thì anh sẽ làm gì? Vậy chúng ta sẽ cắt đứt hoàn toàn. Mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Kiếp trước không phải Giang Thâm bỏ rơi cô mà là anh ấy đã chết ngay trên đường đi tới hôn lễ. Sau khi trọng sinh trở về 3 tháng trước đó, anh biết rõ kết cục về cái chết của chính mình nên lần này anh đã quyết tâm không mềm lòng nữa a yên hình như cậu thay đổi rồi nguyệt nguyệt ngồi xuống bên cạnh trên bàn vẫn còn lại một cốc sữa đậu nành kể từ khi nhận cuộc gọi của anh họ cô ấy cô trở nên rất bình tĩnh thường sẽ chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hoặc ngồi ngẩn ngơ và bất động cả một ngày nguyệt nguyệt hay là để tớ dọn ra ngoài đi nhà của tớ không tốt hay sao cậu lại tự ý giảng hòa với giang thâm à đừng nghĩ nhiều Tớ muốn yên tâm học tập mà thôi Cậu uống sữa đậu nành và mỉm cười Gần đây việc học hơi nặng Có thể tớ sẽ mất liên lạc một thời gian Cậu giúp tớ chăm sóc bố mẹ nhé Nhìn cậu nói kìa Chúng ta sao phải khách sáo vậy chứ Cậu ấy xua tay Cậu cũng nhanh thi đậu nghiên cứu sinh đi Chọc tức cái rên răng thâm đó Không lâu sau An Yên dọn vào một căn chung cư rộng chừng 50 mét vuông Diện tích này không quá lớn Cũng chỉ vừa đủ một người ở Nội thất bên trong và nồi nhiều các thứ Cũng là do cô chuẩn bị Căn nhà được sắp xếp giống như khi cô và Giang Thâm Vẫn còn sống cùng nhau Cô thậm chí còn không biết mình đang chờ đợi điều gì Một tuần trôi qua trong lặng lẽ Vì vậy cô đã đến đồn cảnh sát Vào một buổi chiều thứ tư Cô gặp khó khăn gì sao An à Yên cúi đầu và viết một dãy số Biển số xe trên giấy Giúp tôi kiểm tra cái này Có chuyện gì vậy Cảnh sát nhìn tờ giấy rồi hỏi Gây tai nạn rồi bỏ chạy hay sao Cô nắm chặt bàn tay mình Tôi cũng không biết Có thể là một tội phạm Một kẻ buôn ma túy Hoặc cũng có khi là chẳng có gì cả Đây chính là chiếc xe tải đã đâm trực diện vào cô ở kiếp trước Trong giờ phút đối diện với tử thần Cô đã ghi nhớ được dãy số ấy Bây giờ nghĩ lại giống như chiếc xe đó Cố tình tiến về phía cô vậy Anh cảnh sát nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ Cô nên biết hậu quả của việc báo án giả đấy Làm ơn giúp tôi Cô gật đầu Anh ta bước vào trong Mãi một lúc sau thì có thêm vài người khác Cô đi cùng với chúng tôi Đã mấy tháng rồi cô mới gặp lại Trình Văn Bụng quầy đã hơi nhô lên một chút Trình Văn rót cho cô một cốc nước nóng rồi hỏi Cô lấy biển số xe này ở đâu Tôi không thể nói ra được Trình Văn nhận lấy tờ giấy Được tôi hiểu rồi Bây giờ trời cũng đã muộn Cô mau trở về đi An Yên chỉ ngồi im không nhúc nhích Tôi biết cô muốn hỏi cái gì Nhưng cô và Giang Thâm đã chia tay rồi Cô ấy nhắc nhở Hãy tự lo cho tính mạng của mình An Niên mỉm cười đôi mắt hơi híp lại Tôi hiểu mà Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh ấy Nếu sau này Cô không nói hết Ánh mắt ngước lên nhìn Trình Văn Chắc hẳn anh ấy sẽ còn sống và trở về chứ Ngày lúc ánh mắt hai người chạm nhau Cô ấy cụ mắt xuống và nói Trời đã muộn rồi Cô mau về đi An Yên như rơi vào một cái giếng sâu vô tận Càng vùng vẫy càng thêm tuyệt vọng Trước khi cô rời đi Cô nhìn vào cái bụng hơi nhô lên của cô ấy Chỉnh văn kịt mũi Đôi mắt hơi đỏ Không phải của Giang Thâm Bố của đứa trẻ là người mà hôm trước cô thấy trên bản tin Không khí tháng 12 lạnh cắt ra cắt thịt Đường phố của Nam Thành vắng bóng người qua lại Một vài túi ni lông dính chặt trên mặt đất Nhìn từ xa như những chiếc bánh phỏng tôm giòn rụm cô lại nghĩ đến món bánh phồng tôm chiên của Giang Thâm. Anh ấy trên phồng tôm với dầu đậu nành vì cô thích mùi vị ấy. Lần nào Giang Thâm cũng phàn nàn là phồng tôm có mùi hơi khét, mà rõ ràng là do khẩu vị của anh khó chịu. Cô còn bảo, nếu con của chúng ta mà giống Giang Thâm thì chắc chắn sẽ rất khó nuôi. Bầu trời đầy vẻ thê lương và xám xịt, cô ngẩng đầu thở dốc để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào ra. Mấy hôm nay cô không tìm được Giang Thâm, ngay cả gọi điện cho anh ấy cũng không được Cũng giống như mấy lần mà anh bảo đến công ty Cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi trong vô vọng Buổi tối An Yên quận tròn chiếc ghế sofa Và mở bài đăng của mình từng viết trước đây Cuộc sống hàng ngày của tôi Và Di Tiên Sinh Họ giang trong tiếng Trung là Giang Vậy nên Di Tiên Sinh là đề chỉ nam chính giang thâm Tôi gặp Di Tiên Sinh Tại một dạp chiếu phim Tôi vẫn nhớ đó là bộ phim Điệp vụ Tam Giác Vàng khi phim kết thúc tôi đã khóc rất lâu Thậm chí còn hát hơi vào cả người đứng đằng trước Bạn đoán đúng rồi Người đó chính là Di Tiên Sinh Lần đầu tiên cô hát gì Mà quên che miệng Đúng là xấu hổ không biết chu đi đâu cho hết Vẻ mặt Di Tiên Sinh muốn cười Nhưng cười không được Anh ấy lấy ra một gói giấy đưa cho cô Đừng khóc nữa, cô mau lau mũi đi Anh ấy cao hơn cô rất nhiều Trên người còn mặc một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm Nhìn rất đẹp trai Cô lau mũi xong liền lén nhìn anh vài lần Chắc hẳn anh chưa có bạn gái đâu nhỉ Nếu không thì cũng chẳng kiên nhẫn đứng đợi cô như thế này Chủ bố rất nhát gan Nhưng lần đầu tiên cô đã dũng cảm xin web chat của anh ấy Và anh ấy cũng đã đưa web chat cho cô Nhưng lúc đầu Di Tiên Sinh rất khó tán tỉnh Cô cứ nói ba câu Thì anh ấy mới đáp lại một câu Nhưng tính cô từ nhỏ đã cố chấp Dù Di Tiên Sinh có phớt lờ Thì cô vẫn làm phiền anh ấy mỗi ngày Lại thêm một bài đăng Tôi trở lại rồi đây tôi vừa chiến tranh lạnh với di tiên sinh hơn một tuần liền nguyên nhân là anh ấy đã biến mất ba ngày và còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi lúc đó lòng tôi như lửa đốt vì những mối tình trước đây của tôi đều tan vỡ với những lý do rất vớ vẩn chẳng hạn như anh ta không thích phụ nữ gia đình không cho yêu tóm lại chỉ cần mối quan hệ có vấn đề thì chắc chắn đã có sự xuất hiện của người thứ ba vậy là di tiên sinh mất tích ba ngày tôi mặc định là anh ấy muốn chia tay hôm đó tôi đang thu dọn hành lý thì bỗng nhiên anh ấy lại quay về lúc ấy tôi đã nghĩ người này chắc hẳn có bệnh nên không quan tâm đến anh nữa dì tiên sinh vào bếp và chú tâm nấu cơm cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa Bà lên tiếng trước và hỏi anh ấy đã đi đâu dì tiên sinh trả lời là công ty khởi nghiệp đang gặp chút rắc rối thỉnh thoảng mất liên lạc là chuyện bình thường tôi hỏi sao anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi dì tiên sinh đáp lại là điện thoại bị hỏng nên không xem được Trời đất ơi Anh ấy đang làm cái gì mà bí mật vậy chứ Không phải là làm chuyện bất hợp pháp đấy chứ Một bài đăng nữa Nhờ các chị em gợi ý Cuối cùng Di Tiên Sinh cũng đã nhớ được số điện thoại của tôi rồi Sau này kể cả điện thoại của anh ấy có rơi xuống Thái Bình Dương Thì cũng phải tìm cách mà liên lạc với tôi Nghiêm túc cảnh báo các chị em yêu dấu nha Yêu con trai cung kim nghiêu thì cũng được Nhưng tâm sự nghiệp của bọn họ rất lớn đấy Sinh nhật Di Tiên Sinh là vào tuần sau tôi đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho anh ấy. Mong anh ấy khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Di Tiên Sinh đưa tôi ra biển chơi. Đường bờ biển đẹp thật đấy. Tôi sẽ chụp thật nhiều hình ảnh cho các bạn xem. Xin lỗi vì đại biến mất hơi lâu. Chúng tôi gặp một tai nạn nhỏ nên đang ở trong bệnh viện chờ ngày hồi phục. Còn về bờ biển, thôi quên đi vậy. Chúng tôi không có chia tay, mọi chuyện vẫn ổn nha. Di Tiên Sinh là một người đàn ông ngoài lạnh chăm nóng. Trước đây tôi không tin vào tình yêu, Thế nhưng từ ngày gặp được anh Thì mới dần dần cảm động Tôi phải làm sao bây giờ Tôi muốn kết hôn rồi Nhưng hình như anh ấy có ý định khác Xin lỗi xin lỗi mọi người Không ngờ đã lâu lắm rồi Tôi mới có thời gian online trở lại Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất ổn định Cảm ơn những lời chúc phúc của tất cả mọi người Nguyên nhân là do cuộc sống vợ chồng trẻ hơi ngại ngùng Viết ra lại sợ mọi người phải ăn cơm chó Tất cả những gì tôi có thể nói là Di tiên sinh quả thực rất tuyệt vời hình như anh ấy còn đang bí mật tập thể hình nữa. Người ta bảo đàn ông Kim Nhiêu ngày càng đội vợ lên đầu, tôi cũng thấy vậy đấy. Mà gần đây tôi lười quá, sau này có thể sẽ không cập nhật thường xuyên như trước nữa, mọi người cứ xem như tùy duyên nha. Thời gian đã dừng lại một năm trước, và nhiều người đã thúc giục cô cập nhật thêm bài đăng. Ngồi xuống đợi chủ thớt, chúc hai bạn gặp nhiều may mắn. Hóa ra cô và Giang Thâm từng có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy. Sau một năm, Cuối cùng cô cũng cập nhật thêm bài viết của mình Tôi đã kết hôn với Di Tiên Dinh rồi Là có bảo bảo rồi mới cưới nhau Chơi lớn một chút Di Tiên Dinh dạo này đang đi công tác Và ngày nào cũng gọi điện cho tôi Để báo tin bình an Mong là anh ấy sẽ sớm trở về Bên dưới đã có thêm bình luận Chủ thớt mất tích đã về rồi đấy ư Cặp đôi mà tôi đu cuối cùng đã hạnh phúc rồi Bà bảo được mấy tuổi rồi Đầu ngón tay cô lưu lại trên màn hình một hồi Sau đó chậm rãi gõ từng chữ Bốn tháng. Chúc mừng, chúc mừng, con tôi cũng được bốn tháng rồi. Cô vực bình luận tràn ngập tiếng chúc phúc. An Yên ngồi lặng lẽ trong bóng đêm đen như mực. Có một khoảnh khắc nào đó, cô thực sự đã trở thành người ở trong bãi đăng kia. Đêm hôm ấy, cô lại có một giấc mơ dài. Trên đường bờ biển đầy ánh mặt trời, từng tiếng nắng ấm áp chiếu qua thân thể cô. Cứ tưởng lại mơ thấy cảnh mình thoát chết. Thế nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy Giang Thâm đứng trên bong tàu và vẫy tay với cô. Cô hơi xấu hổ vì nhớ ra mình là người đề nghị chia tay với anh ấy trước đây. Bây giờ câu đầu tiên nên nói thế nào nhỉ? Dù sao thì cũng phải nói điều gì đó chứ. Anh, A Yên, đến lúc anh phải đi rồi. Lời nói như mắc kẹt trong cổ họng giang thâm. Phải mất vài phút sau tôi mới hiểu được anh ấy đang nói cái gì. Anh, anh đi đâu? Giang thâm không trả lời, chỉ là giang rộng cánh tay rồi bảo. Lại đây ôm anh. Cô ngẩn ngây cả người, hình như có điều gì đó không ổn. Cảm giác sợ hãi ập đến trong tâm trí cô Nước mắt lạ dã tuôn rơi Cô nhào vào lòng Giang thâm và khóc nức nở Em tuyệt đối sẽ không tha cho anh Giang thâm hôn nhẹ lên mặt cô Đừng khóc nữa Em khóc không đẹp chút nào Ai dân của chúng ta khi cười là đẹp nhất Cô ôm chặt lấy Vậy em cười cho anh xem nhé Em cười rồi thì anh sẽ không đi nữa đúng không Cô cố gắng lòng nước mắt trên mặt Đứng cạnh anh vừa khóc lại vừa cười Anh nhìn đi em không có khóc mà A à Yên Anh còn chưa kịp tổ chức sinh nhật cho em nữa Mà bây giờ cũng đã muộn rồi Vậy anh sẽ chúc mừng sinh nhật trước Chúc em sinh nhật thứ 100 vui vẻ Đừng Cô bật khóc nức nở Không cần trăm tuổi Em không bốn trăm tuổi Khóe miệng giang thầm hơi mấp máy Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống gỏ má anh A à Yên Xin lỗi em Trên vai trái của anh xuất hiện một giọt máu đỏ tươi Rồi dần dần nở ra như những đóa hoa hải đường diễm lệ Ánh mắt của cô cũng bắt đầu mờ nhạt từng cơn gió biển mang theo hương vị mặn chát cô như một người mù đứng giữa không trung cố gắng bấu víu vào tất cả những gì mình có thể nhận thức được sang thâm đang biến mất a yên gào lên trong tuyệt vọng cánh tay cô siết chặt anh ấy Khi đang nắm lấy một chiếc phao cứu sinh cuối cùng nhưng cô chỉ nghe thấy anh ấy nhẹ giọng dỗ dành bên tai ngoan em kết hôn với người khác đi nhé bình minh dần ló dạng cô ngồi trong bóng tối mịt mù và gõ điên cuồng vào màn hình điện thoại Di tiên sinh vừa gọi cho tôi Ngày mai ngay sẽ về Tôi gặp ác mộng Nhưng người ta bảo giấc mơ đối lập với thực tế Nên chắc không giao đâu Tôi muốn chuẩn bị món quà bất ngờ cho anh ấy Các chị em có lời khuyên gì cho tôi không Bóng đêm còn chưa tiêu tan Mọi người vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ Vậy nên đáp lại câu hỏi của cô Chỉ có sự im lặng chết người Mặt trời vừa mọc ở phía đông Ai yên mặc thêm quần áo Rồi bước đến đồn cảnh sát Giống như một con rối gỗ Bây giờ vẫn đang quá sớm Đèn đường còn chưa kịp tắt Cô đứng bên đường chờ đợi Tay chân lạnh ngắt như một tảng băng Thực ra cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa Như thể chỉ vài giây tiếp theo Giang thầm sẽ xuất hiện ở một góc phố nào đó Và mỉm cười với cô Cô nghĩ về ngày lễ đường hôm đó Nếu cô dũng cảm đuổi theo anh ấy thì tốt rồi Bây giờ cũng không phải đợi lâu như vậy Cô lấy điện thoại ra Và xem một vài bài đăng khác Làm sao để quay lại với bạn trai cũ Nhắn tin trước cho anh ấy Cô mở giao diện nhắn tin lên và nhập dòng chữ Anh đang làm gì thế Em rất nhớ anh Tên nhắn đã soạn ra rồi Nhưng cô trần trở mãi vẫn không bấm vào nút gửi đi Bây giờ có lẽ Giang thầm đang còn ngủ Đợi trời sáng rồi cô sẽ gửi tin nhắn này cho anh ấy vậy Bình binh đã lên Ánh nắng rực rỡ xua tan đi màn đêm lạnh lẽo Ngay khi đèn đường vừa tắt Một chiếc ô tô màu đen tử ngã tư rẽ vào Xoài đá trên đường phát ra tiếng kêu lạo xạo An Hiên nắm chặt điện thoại của mình và bắt đầu nhìn chiếc xe trước mặt. Xe dừng lại trước đồn cảnh sát. Khoảng bốn người đàn ông bước xuống xe. Họ đều là những khuôn mặt xa lạ và từng bước tiến về phía cô. Cô nắm chặt bàn tay, hơi thở gấp gáp và đôi môi run rẩy, lồng ngực ngột ngạt như sắp tắc thở đến nơi. Họ bước đến gần cô và đồng loạt cúi chào. Điện thoại trên tay rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành. Tin nhắn đó không bao giờ có thể gửi đi được nữa. Sáng sớm ngày 13 tháng 12 năm 2021 là thời điểm lạnh nhất của mùa đông Nam Thành. Cô quỳ trên mặt đất phủ đầy sương muối và khóc nức lên thảm thiết, "Giang Thâm, cuối cùng anh cũng bỏ rơi em thật rồi." Trên bia mộ của Giang Thâm vẫn chưa được khắc tên anh ấy. Vào ngày tổ chức lễ truy điệu, tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời. Nước mắt An Yên đã chảy cạn rồi. Giờ đây thứ còn lại trên đời này Chỉ là một thân thể vô hồn trống rỗng Sau khi lễ truy điệu kết thúc Trình Văn đã ngăn cô lại Anh ấy không còn người thân nào khác Có một số thứ tôi nghĩ là nên giao lại cho cô Bồng của Trình Văn lại nhô lên hơi một chút Cô ấy lấy một cái hộp ra Bên trong đó là những vật dụng mà Giang Thâm đã cố tình che giấu Anh ấy giấu rất kỹ Bọn tội phạm đó sẽ không tìm thấy cô Trình Văn thấp giọng Bây giờ mọi thứ nên trở về nguyên chủ rồi Giọng cô khô khan và khàn đặc Nhận lấy hộp đồ rồi gật đầu nói cảm ơn Còn một chuyện nữa Trình Văn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cưới Chiếc nhẫn này được tìm thấy trên người của anh ấy An Yên gặp sang thâm lần cuối cùng ở lễ đường Đây chính là chiếc nhẫn mà anh ấy đã từng đeo trên tay Cô tháo nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của mình Chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón tay cô Trình Văn do dự Cô vẫn có thể đeo những chiếc nhẫn cưới khác Cô giơ bàn tay mình lên Tôi đã kết hôn rồi không cần tìm thêm nữa Lời nói của cô ấy như kẹt lại trong cổ họng Cuối cùng đành thở dài Thực ra tôi thấy anh ấy vẫn khá tàn nhẫn Mấy tháng qua anh ấy điên cuồng tìm cách để cắt đứt hoàn toàn với cô Đôi khi cô ấy do dự một lúc Tôi đã nghĩ nếu anh ấy không tránh ra cô thì cô sẽ chết vậy An Yên đứng trong gió lạnh và không nói lên được một lời gì A Yên à, cô cũng biết được chuyện gì sao? Biển dấu xe lần trước cô đưa cho chúng tôi là chính xác. Nếu không có cô thì chúng tôi sẽ phải tổn thất thêm nhiều người nữa. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lúc làm chung một nhiệm vụ nguy hiểm. Chúng tôi phải đóng giả thành một cặp vợ chồng để theo dõi tội phạm, nhưng không ngờ là cô cũng xuất hiện ở đó. Cô có tin vào trọng sinh không? Cô ngắt lời cô ấy. Trình Văn nhất thời nghẹn lại, hiển nhiên là không tin tưởng lời cô. Giọng cô trầm thấp như đang nói với chính mình ban đầu tôi cảm thấy đó là thượng đế cho chúng tôi cơ hội để làm lại tất cả vậy như giang thâm cũng có cảm giác như vậy chỉ là tôi thay đổi số phận của bản thân mình còn giang thâm lại cố gắng để thay đổi số phận của tôi chỉnh văn tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại đến như thế ngày tôi bỏ đi đứa con giang thâm hình như đã khóc vào đêm trước khi đám cưới diễn ra anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi ngày hôm sau anh ấy đứng ở lễ đường nơi tổ chức đám cưới và tỏ tình với không trung cô nói xem nếu lúc đó tôi có thể chạy ra giữ anh ấy lại thì số phận của anh ấy có thay đổi không nhưng tôi không dám tôi sợ sẽ phá hỏng kế hoạch mà anh ấy ấp ủ tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ còn cơ hội đợi mọi chuyện qua rồi thì chúng tôi sẽ quay lại với nhau tôi đã tự nhủ thầm là mình phải chờ đợi thêm một lần nữa chỉ một lần nữa thôi tôi không dám làm phiền cũng không thể nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy chỉnh văn có biết không khi tôi đứng trước bia mộ của giang thâm tôi đã nghĩ đến việc phải làm gì để thay đổi kết cục của anh ấy. Nếu như cái chết có thể thay đổi mọi chuyện, tôi sẵn sàng đánh đổi để Giang Thâm không phải hy sinh như thế này." Trình Văn vỗ vai cô. "Không phải lỗi của cô mà, là Giang Thâm sợ cô cảm thấy hổ thẹn với anh ấy Nếu Giang Thâm đã không nói cho cô biết thì cũng không thể trách được cô. Phải hôm nữa nếu như cô cảm thấy không ổn thì cùng tôi đến khoa tâm lý để khám bệnh nhé, chắc chắn tinh thần của cô sẽ tốt hơn đấy." Tâm trạng cô bỗng nhiên tỉnh tám hơn rất nhiều Phải, Giang Thâm đã đi rồi Trên đời này sẽ không còn ai có thể hiểu được cô nữa Cô chạm vào chiếc nhẫn trên tay Tôi cũng muốn hỏi Khi anh ấy ra đi Chỉnh văn nuốt nước miếng Rất bình yên, không đau khổ chút nào cả Cô ấy vội vàng rũ mắt Tôi còn có một chuyện phải làm Tôi đi trước nhé An Yên cầm hộp đựng di vật của Giang Thâm ngơ ngác nhìn về hướng cô ấy vừa rời đi Hai mắt cô hơi sưng đỏ Nước mắt cũng không còn để mà khóc nữa Bố mẹ cô đã cầm ô và đứng đợi ở bên ngoài Bố cầm một bó hoa Và đặt lên mổ giang thâm Giờ cháu có thể đoàn tụ với mẹ mình rồi Dưới đó có tiểu hà Hai người sẽ không cô đơn Mẹ cô đứng sau với đôi mắt đỏ hoe Chị hà hà Thật xin lỗi Bây giờ tôi mới biết cậu ấy là con trai của chị hà hà có lẽ chính là vợ cũ của bố cô và giang thâm là đứa con riêng mà cô ấy đã mang theo khi tái hôn với bố trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã xuất hiện ở nam thành rồi cô nhìn những bông tuyết bay đầy bầu trời bỗng chợt nhớ đến mùa đông năm ngoái cũng là khi tuyết đầu mùa rơi như thế này giang thâm đã đứng dưới lầu để đắp người tuyết cho cô tại sao có tận ba người tuyết hai người lớn và một đứa nhỏ cô đỏ mặt đuổi theo đánh anh này giang thâm anh đúng là không biết xấu hổ mà Giang Thâm bất đắc dĩ nở đủ cười. "Được rồi đừng quậy nữa, chuyện gì cũng nghe em hết." An Yên ngồi xuống trước mộ Giang Thâm, đưa tay ra bốc ba nắm tuyết và bỏ vào trong túi. Hai người lớn và một đứa trẻ. Cô mỉm cười. "Giang Thâm, anh nhìn xem, anh, em và con của chúng ta." "Bố mẹ đang đợi cô ở bên ngoài. A Yên, đến lúc phải đi rồi." Cô lòng nước mắt và chạm tay vào bia mộ lần nữa. Sau này em không thể thường xuyên ghé qua thăm anh được Nhưng đừng lo lắng Em sẽ không bao giờ quên anh Từ lúc nào thì Giang Thâm biết A Yên cũng đã trọng dinh Có lẽ là khi cô ấy thu mình trong góc phòng Và giấu khoe thử thai và thùng rác Giang Thâm rất sợ A Yên sẽ bị bọn tội phạm trả thù Vậy nên đợi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ Thì anh mới quyết định lấy cô làm vợ Nhưng không phải chỉ cần một nhóm người chết Thì thế giới sẽ hòa bình trở lại có một tội phạm bị lọt lưới hắn đã tìm giang thâm và a yên để báo thù giang thâm đã chết trên đường đến lễ kết hôn của chính mình một thanh thép xuyên thẳng qua thân thể và kim chặt anh vào chiếc xe lúc đó anh chỉ còn cách địa điểm tổ chức đám cưới 1 km trước kỳ qua đời giang thâm thậm chí còn không dám nhìn về hướng của a yên anh sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra cô ấy vẫn đang cô độc chờ đợi anh ở lễ đường được sống lại một lần nữa là món quà mà thượng đế đã dành riêng cho anh Ông trời dùng kết thúc bi thảm ở kiếp trước để nhắc nhở Giang Thâm, đời này anh không thể tiếp tục ở bên cạnh A Yên được nữa, phải cắt đứt hoàn toàn với cô ấy càng nhanh càng tốt. Sau khi trọng sinh, Giang Thâm đã đứng trước cửa nhà vệ sinh suốt một lúc lâu. Anh vẫn nhớ rõ về ngày hôm ấy, vì chỉ vài phút nữa thôi, A Yên sẽ vui vẻ bước ra và nói với anh rằng cô ấy đã có thai. Anh đã chuẩn bị lời nói để chia tay với A Yên, thậm chí còn nghĩ cách để thuyết phục cô ấy bỏ đi đứa trẻ. Anh biết câu nói của anh sẽ như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô ấy. Cũng giống như kiếp trước, Giang Thầm chỉ do dự một chút là cô đã không vui. Nếu bây giờ anh bảo A Yên đi phá thai, liệu cô có đánh chết anh luôn không? Ba phút đồng hồ trôi qua tự như cả năm trời, nhưng bên trong nhà vệ sinh vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Chuyện gì vậy? Anh chợt có linh cảm chẳng lành, vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy A Yên đang ngồi trong góc phòng. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và suy sụp của cô ấy. Tim anh căng thẳng, đỉnh đầu tê dại ngay lập tức. Bọn chúng vẫn không tha cho Ai Yên. Giang thầm đã từng bảo vệ Ai Yên rất tốt, dù người ta có mổ xẻ thân thể anh ra thì cũng không thể nào tìm thấy dấu vết của Ai Yên được. Nhưng rồi Ai Yên vẫn bị bọn chúng phát hiện và trả thù. Cô ấy sống lại trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé, co giò ngồi trong góc giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô quyết định giấu thê thử thai và thủng giác Và tự mình đối mặt với tất cả Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ Giang thầm không thể tìm được câu trả lời Nhưng anh vẫn còn một con đường khác để đi Hy vọng là mọi chuyện vẫn chưa quá muộn Ian ngồi một mình bất động ở chỗ cũ Anh rất muốn ôm cô ấy Nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được Sang thầm không thể cho cô ấy bất cứ hy vọng nào nữa Sự tuyệt vọng sẽ trở thành một bức tường thành kiên cố Để bảo vệ cô ấy trong tương lai dù cho anh có gặp phải vấn đề gì Thì cũng sẽ không có ai tìm được A yên Nhưng anh không thể chịu đựng thêm được nữa Sắp tới là sinh nhật lần thứ 24 của A yên rồi Kiếp trước vì một nhiệm vụ đặc biệt Mà anh đã bỏ lỡ sinh nhật của cô Sau đó A yên đã rất tức giận Và chiến tranh lạnh với anh cả tuần liền Thời gian của anh và A Yên không còn lại bao nhiêu Kiếp này anh không muốn bỏ lỡ những giây phút cuối cùng của hai người Sau khi nhiệm vụ đặc biệt đó kết thúc Anh đã nói với Trình Văn Hôm qua là sinh nhật của ai yên Vậy thì tổ chức bù cho cô ấy đi Trình Văn cởi bỏ lớp ngụy trang trên người Và khoác chiếc áo lông mà Lão Phương đã tặng Trên con phố này có một cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng Lần trước sinh nhật tôi Lão Phương cũng mua bánh ở đó đấy Anh do dự một chút rồi đáp lời Để tôi đưa cô đến gặp A Yên Sau này phiền cô quan tâm đến cô ấy một chút Trình Văn nhìn anh rồi bật cười Anh nói mấy lời này cứ như là lo hậu sự vậy Hôm đó A Yên không có ở nhà anh đoán cô ấy đã đến bệnh viện mỗi ngày chờ đợi cô ấy phá thai đều dài đằng đẵng như địa ngục giống như trên đầu anh đang treo một con dao dựa anh biết nó sẽ rơi xuống nhưng không biết cả khi nào sẽ rơi vậy nên tâm trạng lúc nào cũng lo âu và thấp thỏm đêm đó tâm tình của a yên không ổn định cô ấy không hề muốn gặp anh thực ra chuyện này cũng rất tốt sang thầm cũng muốn làm quấy tuyển vọng hoàn toàn sau đó dứt khoát rời đi nhưng khi nghĩ đến thì lại cảm thấy như đang mắc kẹt trong một đống hỗn độn càng cỡ quậy càng khiến anh không thể nào thở được. Trình Văn nhìn chiếc bánh kem trên bàn. Hả? Chủ tiệm có quần dây duy băng cho anh à? Sao vậy? Bình thường chỉ có khách hàng nữ mới được quần dây duy băng vào bánh để làm kỷ niệm thôi. Lúc này anh mới để ý đến chiếc bánh. Thật ư? Khi đó tôi đang vội mà chủ tiệm không có thời gian làm thêm cái mới. Nên ông ấy đã đưa cho tôi cái bánh này vì bị hủy đơn. Trình Văn trợn mắt. Đàn ông các anh luôn không hiểu được phụ nữ quan tâm điều gì mà anh phải nghĩ kỹ về kế hoạch tiếp theo của chúng ta đấy Cô ấy đang nói đến trận chiến cuối cùng của hai người Trận này rất nguy hiểm Và chưa chắc đã có thể bảo toàn được mạng sống Ở kiếp trước Ngay cả khi anh đã phá được sao huyệt của bọn tội phạm Thì vẫn phải chịu sự trả thù bi thảm Cũng may kiếp này Anh đã có được nhiều manh mối hơn Tôi biết Hưng vị rượu trong khoang miệng anh đắng ngắt Cô ấy... Anh nhìn vào cánh cửa phòng ngủ Đã đóng lại và lắc đầu thở dài bất đặc dị sao chỉ lần này nữa thôi về sau mọi thứ sẽ tốt hơn mà sau này A yên cũng sẽ tốt hơn bây giờ Trình Văn đi rồi cô ấy đang lo lắng vì Lão Phương bị thương trong lúc làm nhiệm vụ các đồng nghiệp thường xuyên cười nhạo họ một người là cảnh sát chống tội phạm ma túy một người là cảnh sát hình sự còn là một cặp vợ chồng hoàn hảo trong sở điều tra anh đang băn khoăn suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình bỗng nhiên cửa phòng ngủ mở ra và A yên bước tới chỗ họ tối nay cô ấy không ăn được nhiều trong trí nhớ của anh mỗi lần nhìn thấy cô đều là một gương mặt buồn khổ có lẽ phụ nữ ai cũng sẽ cảm trước mỗi cuộc chia tay anh muốn tặng cô ấy một bữa tiệc sinh nhật cuối cùng hy vọng cô sống lâu trăm tuổi luôn vui tươi và khỏe mạnh mãi, mãi mãi về sau sau đó anh sẽ biến mất giống như một tên cặn bã nhưng trước khi anh kịp thắp nến trên bánh kem thì a à yên đã tủi giận rồi hòa ra cô ấy đã bám theo anh và chỉnh văn trên đường làm nhiệm vụ đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cô ấy như vậy cô ấy có biết vì con trai lão phương gọi anh ấy là bố ở trên đường sau đó bị tội phạm phát hiện nên cả gia đình bọn họ đều đang gặp nguy hiểm hay không anh nghiêm giọng bảo a yên lần sau không được làm như thế nữa nhưng cô ấy lại phá nát chiếc bánh kem và gào khóc vào mặt anh đây cũng chẳng phải lỗi của a yên với góc nhìn của một người bình thường hành vi của anh quả thực là một tên khốn nạn Chuyện tình cảm của hai người đã dạn nứt đến mức không cách nào hàn gắn lại được. Mà thật ra anh cũng đang suy nghĩ không biết bao nhiêu lần làm sao để cứu vãn mối quan hệ này đây. Không lẽ anh lại nói rõ ràng mọi chuyện cho A Yên để anh và cô ấy cùng nhau đi vào chỗ chết sao? Anh chậm rãi đặt tờ kết quả khám thai lên bàn. Anh không thể cưới em được. Mọi thứ trên tờ kết quả này sang thâm đều rõ như lòng bàn tay thậm chí nửa đêm nhắm mắt lại anh cũng có thể tưởng tượng được con của hai người trông ra sao a yên đã bị câu nói cuối cùng của anh đả kích quấy sách vali lên giang thâm em đã nhận quá nhiều báo ứng rồi chúng ta chia tay đi sau khi quấy rời đi anh ngồi trên bậc thềm và châm một điếu thuốc lá vì cay nồng tràn vào phổi khiến cho tâm trạng anh dễ chịu hơn một chút anh biết a vẫn sẽ sống thật hạnh phúc khi mẹ dẫn anh đến tái hôn với bố của a yên anh nhớ rõ hai người bọn họ rất yêu nhau Nhưng rồi mẹ anh đã hy sinh trong lúc thi hành công vụ Ba năm sau bố A Yên cũng đã kết hôn với người khác Và sinh ra cô ấy Lúc đó anh rất tức giận Anh không hiểu vì sao người đàn ông đó yêu mẹ anh như vậy Mà vẫn có thể có con với người khác Sang thầm đứng dưới chung cư của họ Nhìn một gia đình ba người đang sống rất yên vui Khi ấy mới nhận ra Con người sẽ luôn hướng về phía có ánh sáng Bố A Yên tưởng như thế Sau này A Yên cũng sẽ như vậy anh đã âm thầm theo dõi a yên trong suốt hai tuần liền cuối cùng đã đến ngày mà cô ấy vào bệnh viện anh nghe chỉnh văn nói rằng phá thai sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ thể người phụ nữ anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên dưới sân của bệnh viện kiếp trước cũng là anh đưa a yên đi khám thai cô ấy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh liền bật cười anh nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem đến lúc em sinh con thì chắc anh sẽ bị dọa chết luôn đấy sang thầm mặc chiếc áo khoác mà a yên từng mua cho anh trên đó vẫn còn mùi hương nước xà vải yêu thích của cô ấy Anh chờ đợi bao nhiêu ngày Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Cô ấy bỏ đi giọt máu của hai người Nhưng bây giờ tâm trạng anh lại thấp thỏm chờ đợi Lỡ như gặp phải bất chắc trong quá trình Thì phải làm sao Sau đó anh đã nhìn thấy A Yên đi ra từ bệnh viện Khuôn mặt cô tái nhợt không tròn chút huyết sắc Cơ thể cô gầy gò đến nỗi Chỉ còn gió mạnh thổi qua Cũng không thể chịu đựng được A Yên bước đến và nhét tờ giấy kết quả vào túi anh Em bỏ đứa bé rồi Cảm giác đó giống như ai đó cầm một con dao sắc lẹm Từng nhát từng nhát chém vào người anh Giang thầm cầm tờ kết quả trên tay và cúi đầu Không thể kìm được giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi Nhưng anh vẫn chưa dứt khoát nói với A Yến Sau này đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa A Yến không hề dừng lại bước chân mình Cô ấy nên như vậy Không cần ngoảnh lại nhìn anh làm gì Cuối cùng Trình Văn cũng đã có co con với Lão Phương Cô ấy vui mừng khôn xiết Lúc ra về thì từng cờ gặp anh liền vui vẻ nói cười Giang thầm cố nén tâm tình của mình lại Rồi trả lời cô ấy Đi thôi Nhưng anh vẫn cố tình đi vòng quanh nơi góc phố Đợi đến khi A Yên đã vào trong xe rồi Mới yên tâm rời đi Ánh mắt của Trịnh Văn lạnh lùng Anh bị bệnh à Sao lại đối xử với cô ấy như thế này Tôi còn có lựa chọn nào khác sao Chúng ta không thể nói cho người khác Về nhiệm vụ của mình được mà Trịnh Văn bấp máy môi nhưng cũng không nên hành hạ cô ấy như thế chứ Cô ấy mới 24 tuổi Tâm tình anh như chết lặng Nếu tôi không để cô ấy tuyệt vọng hoàn toàn Nửa đời sau của A Yên sẽ mang theo một đứa con không cha Lúc đó cô ấy làm sao mà sống được Trình Văn không trả lời thêm nữa Bình thường cô ấy không bao giờ nhắc về cái chết Và anh cũng không muốn bi quan như vậy Nhiều khi anh thực sự bị chôn vùi trong tai nạn ngoài ý muốn Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi qua đời Anh thả rằng mình chưa bao giờ gặp A Yên còn hơn không được nữa sẽ là cuối tháng 11 Gần đây anh vẫn luôn mộng thấy A Yên Trong giấc mơ đó Quê đã gả cho người khác Sống hạnh phúc cùng một gia đình mới Và những đứa con của mình Có lẽ người ta sẽ thường mơ thấy điều gì đó Để chống chọi với mùa đông ở Nam Thành Rét cắt da cắt thịt Đêm đó anh nhìn thấy chậu hoa sát cánh bên cửa sổ Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa Anh đã mua nó về đặt trong nhà Để tránh tiết trời lạnh giá Anh cũng đã ra sức để chăm bón cho cây nhưng cuối cùng nó vẫn không thể sống được Vào ngày mai Đáng lẽ ra anh và A Yên đã kết hôn Và trở thành người một nhà Giang thầm cố tình đặt trước địa điểm là ở đó Phong cách thiết kế của lễ đường Vẫn giống như A Yên yêu thích Và mua chiếc nhẫn mà cô ấy đã từng lựa chọn Anh thực sự muốn kết hôn với A Yên Nếu không phải tai nạn ngày đó bất ngờ xảy ra Thì bây giờ cô ấy đã trở thành Người vợ hợp pháp của anh Hai người sẽ trở thành một gia đình với đứa con 4 tháng tuổi Anh không kìm được và gọi điện thoại cho A Yên từ đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói trầm khàn giang thâm anh chỉ yên lặng lắng nghe tiếng quấy thở nhẹ cuối cùng là âm thầm cúp máy ngày hai mươi chín tháng mười một anh đã đến địa điểm tổ chức đám cưới trước đây đây là lần đầu tiên anh mặc một bộ vét dành cho chú rể và đi dọc theo lối vào lễ đường từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nhìn thấy a yên mặc váy cưới quê nói muốn cho anh một bất ngờ nên chưa từng thử váy cưới trước mặt anh Thế nên giờ đây anh chỉ có thể tổ chức lễ cưới dựa theo trí tưởng tượng của chính mình. Sang thầm thẫn thờ cầm hộp nhẫn trên tay. Anh và A Yên đã trải qua 5 năm thăng trầm. Vậy mà cuối cùng lại không thể trao chiếc nhẫn này tận tay cho cô ấy. Thật ra anh định nói thêm vài câu nữa. Nhưng bỗng nhiên nhận được cuộc gọi báo tin Lão Phương đã hy sinh rồi. Hôm nay bọn tội phạm không đến giết anh. Nhưng không ngờ có kẻ lại tấn công chỉnh văn để báo thù. Lão Vương và một số anh em khác Đã cố gắng hết sức để giải cứu Trình Văn ra ngoài Anh không thể đoán được Kế hoạch của bọn chúng lại thay đổi đột ngột như vậy Bây giờ mọi thứ không còn tiếp tục Như diễn biến ban đầu được nữa Trước khi rời đi Anh tưởng như nghe thấy tiếng A Yên đang khóc Giống như một ảo ảnh lúc gần lúc xa Có cảm giác như anh đã chuyến này Mãi mãi sẽ không thể trở về Ngày 30 tháng 11 Anh lấy thân mình ra để giao dịch Những tên tội phạm khốn nạn hơn Tất cả nghĩ rất nhiều Bọn chúng cho anh dùng thử ma túy Cơ thể anh co giật và miệng sủi bọt mép Kỳ thường đây là thứ mà anh sợ nhất Ngày mùng 1 tháng 12 Quả nhiên bọn chúng đã buông lỏng cảnh giác Vậy thì kế hoạch vẫn có thể diễn ra xuân sẻ Ngày mùng 2 tháng 12 Có gì đó không đúng lắm Bọn chúng sử dụng những phương thức thời cổ đại Để tra tấn anh Cảm giác đau đớn kinh khủng giống như chết đi sống lại Ngày mùng 4 tháng 12 Bọn chúng vẫn tra tấn anh liên tục Rồi hỏi gia đình và đồng đội của anh đang ở đâu anh cắn chặt răng không nói một lời nào Thậm chí còn không dám nghĩ đến A Yên trong đầu Có lẽ cô ấy đang chăm chỉ học hành A Yên từng nói muốn anh nhìn thấy cô ấy thi đậu nghiên cứu sinh Ngày 6 tháng 12 Hình như anh sắp chết rồi Cơ thể bị bê bết toàn là máu Toàn thân run rẩy, Không còn chút nhiệt độ ấm áp A Yên em nhớ mặc áo ấm đấy Anh cũng không biết thời tiết như thế nào Nhưng máu khô lại nhanh như vậy Thì chắc bên ngoài đang rét bốt lắm Buổi tối Bọn chúng xem bản tin thời tiết trên tivi Anh nghe được ngày mai trời sẽ đổ mưa Em nhớ phải mang theo ô nhé Ngày 9 tháng 12 Anh cũng chẳng rõ có phải là ngày 9 hay không nữa Tên tội phạm đối diện vừa cầm dao vừa mắng Mẹ nó Thằng này cứng đầu thật đấy Không moi ra được tí thông tin gì từ miệng của nó cả Giang thầm chừng mắt nhìn hắn cầm con dao Và bước tới chỗ mình A yên Tạm biệt em Ngày 12 tháng 12 Anh bị mù rồi Xung quanh chỉ còn lại màn đêm tăm tối Nhưng mà lạ thật Lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của A Yên Cô ấy đang hào hứng kể cho anh nghe Về đợt giảm giá này Chỉ cần mua trên 300 thì sẽ được giảm 40 Cô ấy thích mấy đợt giảm giá Nhưng mua nhiều thế này thì có dùng hết được không Anh cảm thấy khó chịu Chắc cũng đến lúc rời đi rồi Nhưng trước khi đi Anh muốn được gặp A Yên và nói lời tạm biệt Hình như cô ấy đang khóc Đừng rơi nước mắt vì một người đàn ông như vậy Thật sự không đáng đâu lại đây ôm anh Anh dang rộng cánh tay mình ra Ai yên xào vào lòng anh rồi bật khóc nức nở Em tuyệt đối sẽ không tha cho anh Em khóc không đẹp chút nào Ai yên của chúng ta khi cười là đẹp nhất Vậy em cười cho anh xem nhé Em cười rồi thì anh sẽ không đi nữa đúng không Anh nhìn đi Em không có khóc mà A à, yên Anh còn chưa kịp tổ chức sinh nhật cho em Vậy anh sẽ chúc mừng sinh nhật trước Chúc em sinh nhật lần thứ 100 vui vẻ Không Em không muốn trăm tuổi anh thực sự muốn nói với cô ấy những lời này a à yên xin lỗi em thực ra anh là một sĩ quan cảnh sát nhưng thật sự tiếc nuối cô ấy mãi mãi không thể nghe được những điều này và anh cũng mong rằng cô ấy sẽ không bao giờ nghe thấy nó hãy cứ sống vui vẻ như một người bình thường là được rồi anh không sợ mình sẽ chết anh chỉ sợ a à yên sẽ sống như thế nào nếu không có anh vậy nên anh âu yếm xoa đầu cô ấy ngoan em kết hôn với người khác đi Ngày 13 tháng 12 Đồng đội của anh cuối cùng đã đến rồi Bọn tội phạm lại đẩy anh lên và chĩa súng vào Gió biển mang theo hương vị mặn chát phảng phất trong đó là mùi thuốc súng cay nồng Vào giây phút cuối cùng của đời mình Anh dường như nhìn thấy bầu trời xanh Sạch sẽ và tinh khôi Như làn váy của A Yên vậy 40 năm sau Tiểu Vi là một hộ lý ở một viện dưỡng lão bên cạnh bãi biển Nam Thành. Sau khi tốt nghiệp, cô đã phải bỏ ra nhiều công sức mới có thể bắt đầu làm việc tại viện dưỡng lão này. Chỉ mới nửa tháng nhưng các nội quy, quy định đều nắm rõ như lòng bàn tay. Viện trưởng nói ở đây có rất nhiều người già cô độc, nếu là người không con không cháu thì sẽ cử hộ lý đến chăm sóc, xem như là đảm bảo an yên cho những ngày tháng tuổi già của bọn họ. Đặc biệt là bà cụ ở tòa nhà B, phòng 101 là cần phải lưu ý hơn cả. Bà ấy bị mắc chứng trầm cảm, người ta nói chồng bà ấy đã mất từ khi còn trẻ. Vốn dĩ cũng đã có một đứa con Nhưng rồi vẫn không giữ được Bà cô ấy không chịu tái hôn Cứ thế sống cô độc một mình trong suốt 40 năm trời Khi người ta cử hộ lý đến đó Bà không nói rõ họ tên Mà chỉ bảo gọi mình là A Yên Tiểu Vi từng gặp qua nhiều người có tên Là biệt danh của họ Nói chung là không nên hỏi quá nhiều Về nguồn gốc cái tên cũng như lai lịch Tiểu Vi gõ cửa phòng một tinh một Và nhẹ nhàng nói Bà A Yên, bà đã dậy chưa? Cánh cửa từ bên trong mở ra, một bà cụ ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn ngay cạnh cửa, đôi mắt đen ẩn sau làn da nhăn nhau, phảng phất như thể đã thấm đẫm những phong pha sương gió của đời người. Bà A Yên trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, lúc rảnh rỗi cũng hay nói chuyện với mọi người xung quanh, nhiều lúc còn mỉm cười nữa. Mới nhìn qua thì không thể nhận ra đó là bệnh nhân mắc chứng trầm cảm. Tiểu Vi để ý đến chiếc nhẫn trên tay bà cụ, dù hiện tại thì loại nhẫn này đã trở thành mặt hàng lỗi thời, nhưng nếu ở thời đại của bà ấy thì chắc chắn là một món hàng đắt tiền và xa xỉ. Bà A Yên di chuyển bánh xe lăn về phía trước, để nhường chỗ cho Tiểu Vi bước vào phòng. Tiểu Vi rất rụt rè, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt bà cụ, bởi vì cách đây không lâu, bà A Yên đã được chẩn đoán là mắc bệnh u não giai đoạn 4, kể cả có cắt bỏ tế bào ung thư thì chỉ được một thời gian sẽ lại tái phát. Còn người bà ấy ngày càng lẩm cẩm, trí nhớ cũng càng ngày càng kém đi. Vì bà cụ không có con cái Nên không có ai để ký giấy cả Phải năm trước khi còn tỉnh táo Bà ấy đã tự mình ký vào bản thỏa thuận Từ chối tất cả liệu trình điều trị từ bệnh viện Tiểu Vi còn nhớ rõ vẻ mặt của trưởng khoa Khi nói về chuyện này Bà ấy sống như vậy Kỳ thực là rất đau khổ Theo lý thuyết Nếu không điều trị tích cực Thì bệnh trầm cảm sẽ nghiêm trọng hơn Nhưng cho tới tận bây giờ Thì bà A Yên vẫn còn sống rất khỏe mạnh Tiểu Vi cũng không hiểu lý do tại sao Bà ấy từng kể về một người bạn trai đã yêu nhau được 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, vì quan điểm sống không phù hợp nên đã đuổi ai nấy đi. Tình cảm thiên trường địa cửu gần như đã là một thần thoại. Mà là thần thoại thì có mấy khi tồn tại trong cuộc sống thực này. Khi Tiểu Phi thu dọn đồ đạc thì phát hiện một chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ được cất ở trong ngăn kéo. Hệ thống điện thoại rất khó hoạt động và đã lỗi thời. Nhiều ứng dụng của 40 năm trước đây đã không còn mở ra được nữa. Vậy mà Di Hu vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay Tử Vi biết cô không nên lém xem Chuyện riêng tư của bà cụ Nhưng vì vô tình bật màn hình nên Mới thấy được nội dung trong đó Tháng vừa rồi cháu trai và cháu gái đến thăm tôi Bây giờ trí nhớ của tôi ngày càng kém Tôi và Di Tiên Sinh Ở lại viện dưỡng lão Ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi ngắm biển Vậy mà chúng tôi cũng đã ngắm biển được hơn 40 năm rồi đấy Bên dưới vẫn còn người bình luận Xem ra là người dùng trẻ tuổi mấy đứa nhỏ bất hiếu này sao lại để hai ông bà cụ ở trong viện dưỡng lão chứ người già cô độc quả thực rất đáng thương lần cập nhật cuối cùng là cách đây vài phút hôm nay tôi đã ăn mặc thật xinh đẹp để đến gặp di tiên sinh tiểu vi cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không biết nên nói cái gì đợi đến khi quay đầu lại thì căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng mồ hôi lạnh toát ra như tắm điều một trong quy định không được để người nhận chăm sóc Bị khuất khỏi tầm nhìn của hộ lý Tiểu Vi loạn choàng bước ra khỏi phòng và hoảng hốt gọi điện cho đồng nghiệp. Sự việc này cũng đã làm kinh động đến cả trưởng khoa. Đội bảo vệ đã được triệu tập rất nhanh. Người ta bảo đã nhìn thấy bà A Yên một mình ngồi trên xe lăn. Bà ấy đi từ con đường nhỏ lát đá ở cửa sau đến tận vùng biển rộng lớn phía sau viện dưỡng lão. Đó là nơi có những vách núi treo leo dựng đứng. Đám đông ùn ùn kéo ra. Đã nửa giờ trôi qua kể từ khi bà A Yên mất tích. Thậm chí trưởng khoa đã nghĩ đến việc đôi viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng cũng may bà Yên không còn người thân nào khác nên sẽ chẳng có ai đòi bồi thường. Bầu trời cuối tháng 6 nắng trói trang, thế nhưng cái nóng nực của mùa hè dường như vẫn chưa bao trùm nơi bờ biển. Từ ngoài biển thổi vào một cơn gió mát rượi, ánh dương rực rỡ ngập tràn. Tiểu Vi nhìn thấy trước mắt mình là vách đá chơi trọi, cùng với chiếc xe lan nhỏ đang đứng bên trên vách đá, hướng ra mặt biển mênh mông vô tận. Bà Yên ngồi lặng yên không một tiếng động, Đôi bông tai ngọc trai lấp lánh rẽ nắng mặt trời. Bà ấy mặc một bộ trang phục đẹp mắt, rất giống với phong cách thời trang thịnh hành của những năm 2020. Cánh tay gầy guộc như lá sen khô, Đoàn trang đặt trước ngực mình. Tiểu Phi thở vào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy tới. "Bà A Yên ơi, lần sau nếu muốn đi đâu thì phải báo cho cháu biết đấy." Thế nhưng khi đến gần hơn, Tiểu vi phát hiện bà cụ vẫn đang nhìn về phía trước, cũng không nghe thấy câu hỏi vừa rồi trước đây dù căn bệnh ung thư khiến cho phản ứng của bà ấy trở nên chậm chạp nhưng nếu quay gọi tên mình thì bà vẫn lên tiếng đáp lại tiểu vi chậm rãi dừng bước ở một khoảng cách kia không hiểu sao nhìn ra đường bờ biển rộng lớn thì cô lại muốn khóc cô từ từ đặt tay lên vai bà cụ thân thể có chút lạnh lẽo tiểu vi đã chứng kiến nhiều người già qua đời vào một ngày đầy nắng và gió bà a yên hướng ra mặt biển động lặng lẽ ra đi không chút ồn ào Năm nay bà ấy đã 64 tuổi rồi Qua đời vì căn bệnh ung thư Trưởng khoa và những người khác đi theo sau Họ cũng như cảm nhận được điều gì đó Nên dần dần bước tới Phía sau lưng bọn họ Trên tầng lầu của viện dưỡng lão Là biểu ngữ cổ động vừa mới được treo hôm qua Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6 Hãy trân trọng cuộc sống của mình Tránh xa tệ nạn ma túy Và tri ân những cảnh sát nơi tiền tuyến Trường Khoa chợt nhớ đến Ngày bà A Yên đến đây Lúc đó anh mới nhận chức được 3 năm Hôm nay là ngày quốc tế phòng chống ma túy Anh có thể trao biểu ngữ lên được không? Ngoại chuyện A Yên Phải tháng sau lễ truy điệu của Giang Thâm A Yên bị chính văn lơi xuống từ tầng cao nhất Cô ấy hét lên Cô điên rồi Nếu cô chết thì tôi biết ăn nói thế nào với Giang Thâm Cô ngồi sụp xuống đất và trả lời Trước khi chết Anh ấy đã đến gặp tôi trịnh văn nói Ban ngày cô nghĩ đến anh ấy quá nhiều Nên tối nằm mơ người cũng đã mất rồi cô nên sống tốt cuộc đời của mình mới phải nhưng cô mơ hồ không nghe được lời cô ấy sang thầm đang đứng ở trên bong tàu tay trái của anh ấy bị thương rồi khi nghe được câu này của cô thì chỉnh văn đã khóc cô biết cô nói đúng rồi khi cô gặp lại giang thâm thì anh ấy chỉ còn là một hộp đựng cho cốt cô chỉ sợ anh ấy chết rồi mà đến thân xác cũng không còn nguyên vẹn sở dĩ ngày đó giang thâm đến để nói lời tạm biệt với cô giọng điệu của cô bình tĩnh chỉnh văn Cô có tin rằng trên thế giới này có linh hồn không Trình Văn nghẹn ngào Tôi hy vọng là có Bởi vì chồng cô ấy cũng đã hy sinh rồi Cô ấy nói Tôi có sứ mệnh nên không thể chết được À yên cô cũng phải tìm thấy sứ mệnh của chính mình Đúng vậy Cô cũng có sứ mạng của cuộc đời mình Còn có nhiều thứ để làm hơn là đi tìm cái chết Kể từ thời điểm đó Cô đã từ bỏ ý định tự tử Và tham gia một tổ chức tuyên truyền Trước mắt 30 năm đã trôi qua chắc hẳn giang thâm ở trên trời vẫn đang dõi theo cô cô không thể để sự hy sinh của anh ấy trở nên uổng phí được bố mẹ hết lần này đến lần khác dục cô lấy chồng thậm chí nhiều lúc còn cố ý giật chiếc nhẫn trên tay cô ra trong khi cãi phá với bọn họ cô đã dập đầu để máu chảy đỏ thẫm bố cô giận dữ hét lên người đã chết rồi người còn sống thì phải tiếp tục sống chứ còn nhìn xem mình đã biến thành cái dạng gì cô đã trở thành cái dạng gì ư thân thể cô khỏe mạnh tính tình ôn hòa là một công dân tốt và tuân thủ pháp luật chỉ là cô không muốn yêu thêm một ai khác nữa chẳng lẽ như thế là sai hay sao cô không muốn bố mẹ hiểu được mình mà bọn họ cũng không muốn hiểu cô vì vậy bố mẹ cứ liên tục thúc giục cô trong nhiều thập kỷ dần dần họ già đi thì cũng không còn hơi sức đâu mà thúc giục nữa sau đó bố mẹ cô cũng đi rồi trên thế giới này chỉ còn lại một mình cô thôi cô đọc cô vẫn tiếp tục cập nhật bài đăng đó những người theo dõi thì ngày càng ít đi. Cũng phải thôi, tuổi trẻ thường yêu thích những chuyện tình yêu nồng cháy và ngắn ngủi. Có chút giống với cô và Giang Thâm năm nào? Trong bài đăng ấy, hai người đã có nửa đời sau hạnh phúc, con cháu đầy đàn, đất nước thái bình yên vui. Đôi khi cô đối mặt với chiếc nhẫn đeo ở trên tay thì lại không ngừng nghĩ tới mùa đông năm đó. Giang Thâm đã đứng ở lễ đường và tỏ tình với khoảng không trùng trước mặt. Kiếp trước, cô chờ đợi mỏi mòn, kiếp này Giang Thâm xuất hiện và cầm theo hộp nhẫn trên tay, cuối cùng chiếc nhẫn này lại được cô đeo vào ngón áp út, cũng gọi là thỏa ý nguyện, xem như cô đã được cả cho anh ấy rồi. Cô sống một mình trong suốt 30 năm trời, vào một buổi sáng nọ, cô đang đi xuống cầu thang để mua thức ăn thì bị ngã gãy chân, sau khi phẫu thuật xong thì không thể đi lại được nữa. Người ta đã gửi cô vào viện dưỡng lão, ngay cạnh bờ biển Mọi người thường bảo những người vào viện dưỡng lão thật đáng thương Cô quảnh không có ai bầu bạn Nhưng cô lại không nghĩ như thế Đây là nơi mà cô được ở gần giang thâm nhất Từ khi mắc căn bệnh u não quái ác trí nhớ của cô càng ngày càng tệ Nhưng chỉ có khuôn mặt của giang thâm Là dần trở nên rõ hơn Anh ấy thường ngồi bên cạnh và trò chuyện với cô A yên Em không được trồng hoa như thế này Người ta đều nói lời làm vườn thì sẽ tưới nhiều nước Cây sẽ không sống được Cô trả lời anh ấy anh tự ngắm hoa của mình đi Đừng nói chuyện với em Hoặc là khi cô ăn ăn Anh ấy bắt đầu cằn nhằn Em bớt ăn thịt lại đi Đừng có suốt ngày kén ăn nữa Sức khỏe của em kém hơn rồi đấy Nhiều khi lời của anh ấy khiến cô phát phiền Thậm chí cô còn khó chịu và tranh cãi thỉnh thoảng có lúc thậm chí cô tỉnh táo Cô chợt nhận ra đó chỉ là những kỷ niệm Từ kiếp trước của hai người Năm nay cô đã 64 tuổi Kể từ ngày Giang thông qua đời vào năm cô 24 tuổi, Cô đã sống thêm được 40 năm nữa Cũng làm được rất nhiều chuyện có ích cho mọi người Sáng sớm hôm nay Đầu óc mơ hồ của cô bỗng nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết Gió biển từ ngoài cửa tràn vào Mang theo hơi mặn đặc trưng Nhưng lòng cô lại bắt đầu nhớ đến anh ấy Tiểu Vi quay lưng lại với cô Và thu dọn đồ đạc trong phòng Cô muốn đi ra bờ biển Băng qua con đường đầy sỏi đá Cô khó nhỏ điều khiển chiếc xe lăn Mồ hôi vã ra khắp người khi đến được vách đá thì mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt biển mênh mông rộng lớn. Cô mở miệng gọi một cái. Cô mở miệng gọi một cái tên mà đã 40 năm rồi chưa từng gọi. Giang Thâm. Anh ấy xuất hiện trước mắt cô, vẫn là khuôn mặt và hình dáng khi còn trẻ, với mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng, và khi anh mỉm cười, trong mắt anh ấy chỉ toàn là hình ảnh của cô thôi. A Yên, lại đây ôm anh. Anh nắm lấy bàn tay khô gầy và khom người trước xe lăn. Cô bật cười Hôm nay thấy em có đẹp không? Đẹp lắm Cơ thể cô bỗng nhiên nhẹ bẫng Cô từ trên xe lăn đứng dậy Cánh tay trăng nõn mịn màng Nằm lấy tay giang thâm chấp nhẫn kim cường trên ngón áp út Vẫn còn chân bóng như tuổi ban đầu Cô nhớ đến chiếc váy cưới thì lại cười Em đi giày cao gót Anh phải bế em đấy nhé Được chứ Giang thâm đáp lời cô Ánh mắt ôn nhu lại có chút dịu dàng Chim hải âu trao liệng phía cuối chân trời Cô và Giang Thâm đang chặt ngón tay vào nhau như một đôi vợ chồng mới cưới. Ánh dương rực rỡ ngập tràn nơi bờ biển. Khung cảnh nơi đây lộng lẫy tựa như một lễ đường. Ai yên, chúng ta về nhà thôi. Hết chuyện Kiếp trước không có chú rể, kiếp này không có cô dâu. Sau 40 năm, cuối cùng Ai Yên đã gặp lại di tiên sinh của cô ấy. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện và đồng hành cùng Huệ Leo trong bộ chuyện này nhé. Các bạn hãy để lại cảm nhận sau khi nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.